nên ta bị trễ mất 5 phút. Để bắt đầu như là mọi lần đó, thì tôi bắt đầu bằng cách là trao đổi một số câu hỏi mà các bạn có thắc mắc trong những cái dịp trước mà các bạn chưa có dịp đặt câu hỏi, nhưng mà nghe xong cái bài lecture và chúng ta chưa có được cảm thấy nó số điều vẫn còn vướng mắc trong đầu, hoặc là bất kỳ những câu hỏi gì để chúng ta khởi động trong vòng 10 phút, sau đó tôi sẽ đi vào cái chủ đề. Chủ đề này cũng là do chính các bạn gợi ý và tôi thấy cũng là chủ đề rất là hay. Rồi. Ok, thì chúng ta khởi động bằng một vài số câu hỏi chung chung trước, hay là một số câu hỏi liên quan tới những cái bài nói chuyện của tôi trước đây. Xin mời các bạn. Ok. Xin mời. Thì cái lần trước mà thầy nói về hiện tượng học của cuốn sách á, thì em có về em đọc cái cuốn hiện tượng học là gì, thì em thấy trong cuốn sách này thì có vẻ như là tác giả muốn xây dựng lên cái hình ảnh một con cuốn sách rất là chống đối và đã phá khoa học thực nghiệm, và có vẻ như là khoa học thực nghiệm nó không có cho chúng ta biết cái gì về con người hết, nó chỉ cho chúng ta biết về thế giới thôi. Thì thầy nghĩ sao về cái quan điểm này? Chắc là em muốn nói cuốn sách của giáo sư Trần Thế Định. Thật ra thì nói như vậy thì không phải là nó sai hẳn, nói như giáo sư Trần Thế Định thì không phải là nó sai hẳn, nhưng mà nó cũng chưa được không được trọn vẹn lắm về cái khối lượng tư duy mà của Husserl. Và vào thời mà giáo sư Định viết cuốn sách đó là sự hiểu biết về hiện tượng học rất là phôi thai. Đó. Bản thân là những cái công trình của Husserl cũng chưa được là dịch hết ra tiếng Pháp. Ông ta viết bằng tiếng Đức mà, rồi để có một kho lưu trữ. Bạn biết rằng là Husserl đó giảng dạy trong thời kỳ Đức Quốc xã Hitler. À, cho nên bị mất chức giáo sư rồi bị cấm này kia rồi. Rồi một số đệ tử mà của Husserl đó mới lén lút chuyển những cái bản thảo đó, viết tay đó của Husserl qua bên Bỉ và lập một cái kho lưu trữ bên đó. Và cái kho đó tiếng Anh nó gọi là Husserlina, là một rất là dày các bạn, mấy chục tập á. Tôi không nghĩ là bất kỳ một tiến sĩ triết học nào vào cái thời kỳ đó như Lê Thành Trị hay là Trần Thế Định hoặc là Lê Tu Nghiêm có cơ hội để tiếp xúc. Trong số lượng người Việt Nam tiếp xúc được cái kho tư liệu đó thì tôi nghĩ là chỉ có anh Bùi Văn Long Sơn, anh đã đọc trực tiếp bằng tiếng Đức, thì đó là một thuận tiện rất lớn, không phải chờ để ngồi dịch như là mấy ông không rành tiếng Đức. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là giáo sư Trần Đức Thảo. Đó, Thảo là người có tham gia trong cái việc mà trực tiếp nhúng tay vào cái việc bảo quản cái số tư liệu đó luôn, tức là sắp xếp lại đó. Tại Thảo có bằng thạc sĩ triết học ở bên Pháp thì sắp xếp là cái bản thảo này loại gì vậy đó, đó được cái cơ hội đọc trực tiếp. Thành ra tôi nghĩ rằng ngoại trừ vài trường hợp hiếm hoi như vậy thì cũng khó. Thành ra cái việc mà hiểu không được đầy đủ lắm về Husserl là chuyện rất bình thường, tại vì tư liệu rất là khan hiếm mà chưa được dịch ra những thứ tiếng khác, tiếng Anh, tiếng Pháp chẳng hạn. Nói một cách khái quát là chúng ta hãy căn cứ vào cái mốc đầu tiên của cái cuốn mà nghiên cứu logic học á, được xuất bản hai tập, một tập một là năm đúng một rất dễ nhớ là năm 1900 là cuốn một ra đời, 1901 là cuốn hai ra đời. Okay. Tôi có một cái học kỳ học về hai cuốn này ở tại Boston, thì nguyên học kỳ là 3 tháng thì tổng cộng đọc được có 30 trang là ngừng rồi. Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thắc mắc, thật ra mang tiếng là học cái bộ đó, nhưng mà thật sự ra chính chúng tôi cũng ngồi, có thầy giáo ngồi đó hướng dẫn cũng đọc được 30 trang, hai tập dày cộm mà. Okay. Thì nói như vậy đi cho các bạn thấy rằng là nó cũng có một sự khó khăn rất nhiều trong cái việc hiểu được tưởng tượng mấy cái dòng triết gia Đức nó vậy. Nhưng mà đại khái thì theo lời của ông Mykolski là thầy của tôi thì ông nói thế này. Ông nói rằng nếu lấy điểm làm điểm khởi đầu đó,
thì hiếu sạc nó không phải là chống đối khoa học thực nghiệm, mà ông ta chống đối cái tâm lý học thực nghiệm. Đó, thời kỳ đó là bắt đầu ở Đức đang có phong trào tâm lý học và thực nghiệm nổi lên, và các nhà tâm lý học thực nghiệm á, cho rằng là có thể dùng tâm lý học để giải thích những cái quy luật của tư duy, và đặc biệt là quy luật của logic, tư duy đúng và sai. Thì các nhà tâm lý học thực nghiệm cho rằng là những cái quy luật logic á, nó phản ảnh những quy luật về tâm lý của người chúng ta. Đó. Thì bạn biết là Husserl là người rất có cảm tình với lại khoa học thực nghiệm, ông ta tiến sĩ toán mà, luận án của ông này là về tiến sĩ toán mà, ông ta là người rất là thích khoa học thực nghiệm. Nhưng mà ông ta lại suy nghĩ rằng là những cái quy luật toán học, tức là logic vậy, A bằng B, B bằng C, suy ra A bằng C chứ hả, những quy luật logic như vậy đó, thì Husserl cho rằng nó không thể bắt nguồn từ quy luật tâm lý được. Ông ta đưa ra lý do như sau. Lý do là cái tâm lý con người là thay đổi thường xuyên, chưa kể là tâm lý còn văn hóa rồi dân tộc nó ảnh hưởng nữa. Cái tâm lý chúng ta nó thay đổi rất thường xuyên, trong khi quy luật logic là nó cố định, nó giống như toán học. Và nếu có một người nào trên hành tinh khác đi xuống đây thì họ phải tư duy như vậy thôi, chứ không thể khác được. Ta không hình dung được ở một cái hành tinh nào đó mà 2 với 2 lại là 5, không thể có chuyện đó. Ok. Để những quy luật toán học là đỉnh cao của logic. Berenstain đã chứng minh không thành công rằng là ngay cả toán học cũng bắt nguồn từ quy luật logic. Trong quyển nguyên lý toán học của Berenstain mà, viết chung với quan điểm là ta cố gắng chứng minh rằng là mọi quy luật tư duy đều đến từ logic hết. Thì có lẽ là nếu mà hai người này gặp nhau thì Husserl cũng sẽ đồng ý với Russell rằng là những cái quy luật tâm lý á, là nó biến động, còn quy luật logic không biến động. Ok. Ví dụ bạn là một người sinh ra đời ở Việt Nam và với cái tư duy truyền thống Việt Nam á, dù đến tuổi đó phải lấy chồng chẳng hạn, thì bạn có tư duy kiểu đó mà không có cách gì khác được, đó là tâm lý. Nếu bạn không làm điều đó, bạn cảm thấy rất là khó chịu, cảm thấy rất là bị bức xúc khi gặp bạn bè cứ hỏi những cái câu mà liên quan tới vụ hôn nhân của mình. Ok, bao giờ chỉ uống rượu mừng nhé. Ok, rồi bố mẹ nhắc sợ là mình thành hàng tồn kho chẳng hạn. Với những cái kiểu như vậy thì cái tâm lý ta sẽ bị biến động bởi yếu tố văn hóa, yếu tố xã hội, đủ mọi thứ. Còn logic là lúc nào nó cũng vậy á. Nếu đã là nhận là B thì bắt buộc phải nhận là Q là như vậy. If Q, if P then Q, vậy là công thức của logic học. Okay. Nếu bạn đã nhận rằng đại tiền đề là mọi người đều phải chết, tiểu tiền đề mà Socrates là người vậy Socrates phải chết, đó là bắt buộc luôn. Bất kể trên thế giới này có Socrates thật hay không, không quan trọng. Ok, bất kể sau này con người có bất tử và không có chết nữa thì câu đó vẫn đúng như thường, tại vì đó là quy luật của logic, cái thế mạnh của logic nằm ở chỗ đó các bạn. Okay. Tất cả mọi người đều phải chết và Socrates là người vậy Socrates phải chết, sau này chúng ta có một loại thuốc gì đó mà tìm ra được con người sẽ bất tử thì câu đó vẫn đúng như thường, tại vì nó đúng cái quy luật của nó. Okay. Không gian nào, thời gian nào bạn cũng phải chịu, nếu bạn muốn có được bạn suy nghĩ như vậy hết. Okay. Đại tiền đề rồi tiểu tiền đề đó phải ăn khớp với đại tiền đề, đó là một trường hợp của đại tiền đề. Ok, số là người đấy. Ok, vậy thì bắt buộc phải kết luận logic, nó bắt buộc là đối phải chết, là sao phải chết, nó chắc chắn. Ok. Cho nên á, cái điều mà Husserl phản đối á, là đầu tiên nếu dựa trên tác phẩm, cái kiệt tác đầu tiên của ông ta đó là những quy luật của logic học, tức là một phiên bản của toán học, không thể được reduce quy về những quy luật của tâm lý thực nghiệm được. Chúng ta không có chống khoa học thực nghiệm nói chung. Có lẽ là giáo sư định căn cứ vào tác phẩm cuối đời của Husserl đó là sự khủng hoảng của khoa học của châu Âu đó. Thì bạn biết rằng trong truyền thống triết học Đức đó, luôn luôn nó có hai cái luồng như sau, một cái luồng nhân văn và một luồng khoa học kỹ thuật. Cái luồng khoa học kỹ thuật cho rằng mọi sự đều giải quyết bằng khoa học kỹ thuật hết. Cái luồng nhân văn lại cho rằng khoa học á, nó mổ xẻ con người
theo phương pháp khoa học thì nó không giờ nắm được cái trọn vẹn. Con người là một thực thể trọn vẹn. Đó. Cái trọn vẹn đó chỉ được nắm được bằng trực giác. Sau này chúng ta sẽ đi theo con đường trực giác. Ok. Chứ còn cái khoa học á, nó phải bắt buộc, nó phải mổ xẻ ra. Nó cứ bắt buộc á, một cái lớn, nó không nghiên cứu cái lớn được. Khoa học không nghiên cứu cái lớn được các bạn. Ok, nó phải bắt buộc quy về cái nhỏ, là cái đơn vị của nó là nguyên tử. Nhà sinh vật học không thể nghiên cứu bạn được, không thể nghiên cứu con người được, mà nghiên cứu cái tế bào thì được. Và họ suy ra rằng những cái gì áp dụng cho tế bào thì áp dụng cho toàn bộ con người của chúng ta. Chúng ta là hàng tỷ 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 trăm tỷ tế bào cộng lại, đúng không? Thì bắt buộc họ phải reduce, phải quy giảng luận, phải quy giảng về cái đơn vị nhỏ nhất để người ta nghiên cứu vậy thôi. Nên cái nhà sinh học chỉ tập trung nghiên cứu tế bào, họ không thể nghiên cứu con người được, rồi họ suy ra mọi thứ khác. Nhà vật lý học không thể nghiên cứu toàn bộ vũ trụ được, nhưng nghiên cứu được cơ sở của vật chất. Chúng ta cho rằng cơ sở vật chất cuối cùng của nó là những cái phân tử, những cái hạt cơ bản, nguyên tử, âm điện tử. Họ nghiên cứu những cái thế giới vi mô đó, là họ suy ra tại thế giới vi mô. Về sau này các bạn khoa học, ngay cả học lý thuyết và thực nghiệm vật lý nó cũng chia làm hai ngành luôn. Một ngành chuyên nghiên cứu về cái vi mô dựa trên các thuyết tương đối của Einstein. Một ngành chuyên nghiên cứu về thế giới vi mô, tức là cơ học lượng tử. Okay. Và giữa hai bên các bạn, giữa Einstein và Niels Bohr là cha đẻ của học lượng tử đó, sẽ trong cuộc tranh luận kéo dài 30 năm, 30 năm để tranh luận. Quan điểm của Niels Bohr cho rằng thế giới của vi mô á, nhỏ đó, của lượng tử á, những quy luật của nó hoàn toàn khác với vĩ mô. Còn những quy luật của Einstein lại đúng với thế giới vĩ mô, tức là thế giới của thiên hà, thế giới của vũ trụ đó ở cấp độ vĩ mô. À, sự di chuyển của mặt trời và rồi định luật hấp dẫn rồi okay, những cái vấn đề liên quan thì lý thuyết lại áp dụng được. Thành bây giờ chúng ta tới bây giờ là một cuộc mà phân rẽ cực độ trong lĩnh vực khoa học thực nghiệm, đó là ai đúng, cơ học lượng tử đúng hay là thuyết tương đối đúng. Mà về mặt thực nghiệm mà nói tương đối đúng ở cấp độ vĩ mô, nhưng mà cơ học lượng tử là chúng ta đang sống trong thế giới lượng tử bằng laptop, máy vi tính, đồ điện thoại di động, và nó đã áp dụng kiến thức của cơ học lượng tử là thế giới nhỏ nhất, thế giới siêu vi mô rất nhỏ. Bây giờ cái nano cũng bắt đầu từ đó. Ok, thì ngay trong bản thân khoa học á, nó đã chia những ngành khoa học mà cứng nhất, nó đã chia ra như vậy rồi. Còn toán học thì khủng hoảng đã từ lâu rồi. Nhà toán học lớn nhất thế giới mà siêu nhất mà Einstein gọi là sở hữu của mình, The Golden, cũng nói rằng là toán học cuối vào một cái nghịch lý khủng khiếp, đó là nó không thể chứng minh được, nó không chứng minh được sự tất yếu của trái đất, không chứng minh được. Okay, đó là một cái lỗ hổng rất lớn trong lĩnh vực tri thức của toán học, là toán học đi làm toán thì được, nhưng mà nó đi chứng minh là anh chứng minh tính anh thì anh chứng minh không được. Và đó là nguyên tắc của Golden. Thành ra nó Husserl là một người đứng giữa hai cái bờ thực nghiệm và nhân văn. Ông ta là triết học, ông ta thấy rằng là khoa học nó có những cái khuyết điểm nghiêm trọng mà đưa tới cuộc khủng hoảng của châu Âu, đưa tới cái cuộc mà hai cuộc thế chiến luôn. Ông ta cho rằng là cái tư duy theo kiểu mà mổ xẻ như vậy là nó không chính xác. Nó có hiểm họa, là nó có một cái ưu điểm rất lớn á, là nó có hiệu quả. Có hiệu quả, nó mang hiệu quả thực sự, nhưng mà nó không có công bằng với cá thể. Tại mỗi cá thể là một cá thể độc đáo, và chúng ta phải dùng trực giác luận đó để nắm bắt một con người nào đó. Chúng ta không thể mổ xẻ và quy giảng bằng cách là đem một cái yếu tố phân tử của họ để áp cho toàn thể được. Ok, tôi lấy ví dụ trong lĩnh vực tư duy về chính trị học đó, thì chúng ta vẫn có lối tư duy theo kiểu mà nguyên tử luận như vậy, tôi gọi là lối tư duy nguyên tử luận. Tức là ta suy ra tất cả mọi người đều giống nhau hết, mọi người đều có cái thẻ căn cước công dân giống nhau, chúng ta đối xử, chính phủ thì đối xử mọi người đều giống nhau, và không có một cái đặc biệt này. Nguyên tắc nguyên tử luận là mỗi người chỉ là một nguyên tử, xã hội là một cái toàn thể, nên ta suy ra cái đó mà ta suy ra mọi người đều giống nhau như vậy. Ví dụ như bây giờ là ví dụ vấn đề là tăng lương đi, thì nhà nước quyết định cho tăng lương cho toàn dân bất kể họ là ai. Ok, nhưng một người rất là nghèo
trước đây lương của họ chỉ có 2 triệu một tháng, mà nếu tăng lên 3 triệu thì họ rất là mừng. Đối với họ là việc lương như vậy là tăng rất là lớn, tăng tới 50% lên. Ok. Nhưng đối với một người cỡ như Phạm Nhật Vượng thì tăng triệu cho ông ta làm gì? Ok, đúng ta không nhầm nhỏ. Nhưng mà đối với quan điểm nguyên tử luận các bạn, Phạm Nhật Vượng hay là mọi người mà cái thằng ăn xin ngoài đường để xem nguyên tắc nguyên tử luận, mọi nguyên tử đều giống nhau, chúng ta đều giống như sẽ visa trong xã hội mà thôi. Không, nhưng mà thật sự trong thực tế là có những trái visa rất lớn và những trái visa rất là nhỏ. Nhưng cái tư duy về chính trị và tư duy về con người chúng ta là mọi người đều giống nhau, tất cả ta đều là những nguyên tử trong một cái tập thể lớn gọi là xã hội. Ok, thì tất cả mọi cái kế hoạch quản lý của nhà nước đều dựa trên nguyên tắc này. Ok, và nó sai lầm theo quan điểm của Hồ Sẻ. Nó sai lầm ở điểm là con người không giống nhau, còn ta áp dụng chung là không được. À, nhưng bây giờ vẫn chưa có cách nào để thay thế cái phương pháp đó. Như khoa học chúng ta, những người nào học triết đó, đều biết cái hạn chế của khoa học là điểm là khoa học là một môn nguyên tử luận, nó cứ phải chẽ ra như vậy rồi nó suy cái phần đó cho tất cả mọi cái phần khác. Tại chúng ta được cấu tạo bằng hàng tỷ tỷ tế bào, nên chỉ cần nghiên cứu một tế bào là đủ rồi. À, cho nên đối với góc độ sinh học các bạn, ví dụ như vậy nha, con người không có tình yêu là nhảm nhí, bạn chỉ có những cái kích thích tố đó, những cái nội tiết tố nó quy định bạn phải làm những chuyện như vậy. Chúng ta không có ý chí tự do gì cả, chúng ta không khác gì động vật hết, chúng ta cũng là một loài động vật, dù là cao cấp thì cũng là động vật mà thôi. Tới cái tuổi đó là phải sung lên, là phải đi truyền giống. Okay. Tình yêu là nhảm nhí, khái niệm là nhảm nhí, tại vì theo quan điểm của khoa học mà nó hơi, họ nghiên cứu tế bào chất của chúng ta đó, họ thấy đâu có cái gì gọi là tình yêu đó đâu. Cơ thể chúng ta được cấu tạo bởi những cái nội tiết tố như vậy, nó phát triển mà khi mất cái đó, chẳng hạn như đàn ông mà mất testosterone đi là xong thôi. Nếu chúng ta mất testosterone đi rồi thì chúng ta đi tu rất là dễ dàng và không có phải vướng mắc gì chuyện tình yêu tình dục gì đó, không nhớ ai đó, mình tưởng mình thành thánh nhân đúng không? Okay, đơn giản là bạn mất cái chất đó thôi. Còn hiện nay bạn ra bất kỳ một tiệm thuốc tây nào để muốn phục hồi cái testosterone lại rất là dễ dàng, bạn mua là có liền, bơm vô là bạn sung lại liền. Những cái thuốc loại kích dục và kích dâm đều dựa trên nguyên tắc này các bạn. Ok, bạn cần uống cái thuốc vô là xong gì đâu, bạn sung nó liền. Còn bạn mất chất đó hết sung, già thì hết dần. Khoảng qua 40 tuổi là bắt đầu xuống dốc rồi, hết dần, mất dần. Thì mình tưởng mình là người trở thành người điềm đạm, đơn giản là mình mất cái yếu tố, cái nội tiết tố rồi, chả có điềm đạm mẹ gì hết, chả có tốt lành gì hơn ai mà, già thì nó hết sung. Tại cái chất nó không hoạt động nữa, đứng từ quan điểm khoa học là như vậy. Nhưng mà những nhà triết học và những nhà văn học và những người đang yêu không bao giờ chấp nhận điều này. Nói anh là quy giảng luận, tại sao nguyên cái cơ thể tôi nó chẳng dần vậy mà anh quy vô cái thành tế bào là sao? Còn cái phần linh hồn của tôi thì sao? Thì khoa học có nhẹ nhàng trả lời rằng linh hồn không có, anh tưởng tượng nó thôi. Tôi mổ xẻ hàng trăm năm nay đâu thấy linh hồn, nó thấy sạc dần dần, chứ đâu thấy linh hồn nào. Những cuộc chiến vẫn tiếp tục. Những nhà khoa học luận hoặc là tôn sùng khoa học vẫn cho rằng quan điểm họ là đúng. Và họ nói rằng chúng ta chỉ sống trong ảo giác khi mà chúng ta tuyên bố những chuyện thôi. Còn khi mình hoạt động không khác gì động vật hết á. Ok. Tại vì chúng ta bị kích bởi cái đó mà. Cho nên nói là ý chí tự do là chỉ có là sáng tạo của ông triết gia thôi, con người làm gì có tự do. Con người bị điều khiển bởi chính những cái di truyền của mình là mất tự do rồi. Tất cả là bị điều khiển bởi những cái thứ đó rồi, làm sao mà gọi là tự do được nữa. Còn bạn sinh ra đời, bạn sinh vô ở chỗ nào? Bạn sinh ra ở trong gia đình nghèo, bạn tự do mà đâu có chọn cái gia đình đó đâu. Rồi sau này rồi chết cũng vậy. Khi bạn đang yêu đời thì bị đẩy ra khỏi cuộc sống. Còn bạn không muốn ra đời thì bị bắt phải ra đời. Bố mẹ đã đâu hỏi ý kiến là yes or no mình đâu. Ok. Tại vì họ chỉ làm nhiệm vụ truyền giống thôi mà. Họ đâu hỏi ý kiến mình đâu. Họ đẩy vào một cuộc đời mà được bị coi là, phải gọi là cuộc đời là đau khổ đó. Tức họ đang phạm một tội ác đầy trời mà. Họ không đưa con cái họ đến hạnh phúc, họ đang đẩy con cái họ vào một thế giới đầy đau khổ. Và khi những con người đó mới học hỏi được một chút xíu gì đó là bị đẩy ra khỏi cuộc sống đó một cách rất là oan ức. Đâu ai muốn chết đâu, không ai muốn chết cả, thì bị bắt buộc phải chết mà. Cái bản chất rất là phi lý của cuộc sống. Có lúc mà không ai hỏi kiến mình thì là tội mình ra. Lúc mình đang yêu thương cuộc sống, đang phơi phới bao nhiêu kế hoạch trong đầu thì tai nạn giao thông đến đây lên bàn thờ ngồi.
cái tại sao có những chuyện như vậy, thành ra nó mới đẻ ra những cái tư duy triết học hả? Để tìm hiểu tại sao lại có những cái chuyện mà vớ vẩn như thế. Còn đứng ở góc độ khoa học thì kể cả văn học, triết học, thi ca, tất cả mọi thứ là một bullshit hết. Đó, tưởng tượng anh tự đặt ra rồi tôn giáo để xoa dịu mấy cái nỗi đau của các anh, cái làm gì có chuyện đó. Anh phải chấp nhận cuộc sống là hiện thực như vậy thôi. Ok, như tôn giáo chứ hả? Tôn giáo đẻ ra để xoa dịu những cái nỗi đau của ta về cái cuộc sống mà mình quá khủng khiếp. Xoa dịu cái sự chết của chúng ta. Nó giờ chết rồi, chết là hết sao thì thành nhìn thấy sợ quá. Thấy cái đống chết, cái xác chết bị phân hủy hay là thấy ta đang đi thiêu trong lò thiêu á. Nói đâu có cuộc đời đâu kết thúc như vậy được. Thì những tu sĩ đến bên cạnh chúng ta và an ủi chúng ta rằng đừng lo, còn có thế giới mai sau nữa, mình đâu có chết thật đâu. Mình nói, ủa vậy hả? Chết thật, bà phải làm đây, phải làm này. Bà phải sống cho tốt lành, để chúng ta có được lên thiên đường. Không sống không tốt thì xuống địa ngục. Còn theo Phật giáo thì phải trả một cái nghiệp báo nào đó. Luân hồi vào một cảnh giới không tốt đẹp gì cho chúng ta. Thì tất cả những điều đó là đối với góc độ khoa học các bạn. Hoặc từ tôn giáo cho tới triết học là nhảm nhí. Ta tự huyễn tưởng chính mình mà cả những ý tưởng làm gì có cái chuyện đó. Okay. Thì cho nên á, những triết gia lớn kiểu như Husserl các bạn, ông ta muốn cứu vớt lại điều đó. Ông ta không cho rằng khoa học là tiếng nói cuối cùng. Theo cái nghĩa đó, nghĩa là không phải tiếng nói cuối cùng. Đừng quá tin vào nó để rồi chúng ta rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Okay. Tại vì á, cả mọi triết gia đều lo lắng rằng một khi mà bạn tin vào khoa học các bạn, thì bạn không còn đạo đức nữa. Tại khoa học đã chứng minh rằng bạn không có tự do. Mà bạn đã không có tự do thì bạn không có trách nhiệm gì về bản thân hết. Đã không có trách nhiệm thì bạn muốn làm gì cũng được, miễn có lợi cho mình. Mà điều bạn làm có lợi cho mình là hoàn toàn phù hợp với khoa học. Vì thuyết tiến hóa của Darwin nó nói như vậy mà. Chúng ta phải bảo vệ sự sinh tồn của chính mình chứ. Bây giờ những cái vụ đánh nhau trên thế giới khắp nơi các bạn đã chứng minh cho thuyết Darwin hoàn toàn chính xác. Darwin đã nói rất đúng. Từ năm 1859 ông ta đã nói rất đúng rồi. Con người là tập hợp của những cái gen vị kỷ mà. Con người chỉ làm việc cho mình mà thôi. Hoặc là bảo vệ cái gen của chính mình là các con cái ruột thịt của mình thôi. Ngoài ra đối với tất cả mọi thứ, nếu thứ nào nó phục vụ cho quyền lợi của mình thì mình tung hô. Kể cả đất đai, lãnh thổ, bạn nhìn lại có mình mạnh một mảnh đất cũng vậy. Chứ họ đánh nhau cũng là suy ra cũng một kiểu vậy thôi. Giành nhau mảnh đất thì bị đất nó mang lại lợi nhuận cho họ, làm cho đất nước họ nó phình ra lớn hơn. Mà biết đâu như đó là bạn thấy là những cái cuộc bắt đầu xung đột á, khi mà bắt đầu người ta phát hiện ra ở dưới cái mảnh đất đó ban đầu là có tài nguyên mà. Các bạn thử hình dung là các bạn đang ở trong cái khu phố, rất là mọi người rất thương yêu nhau trong khu phố này, cái đột nhiên có nhà khảo cổ đến nói là ở ngay dưới cái khu bạn đang ở là một mỏ bạc. Ok, tôi không nghĩ là tình cảm của các bạn còn. Mọi người bắt đầu lấn sân ngoài, nói cái này của tôi. Hồi đó miếng sân có hai con cái hay định chơi chung thì bây giờ nó còn phải chia ra. Mà tại họ biết rằng sẽ đào lên như một mỏ vàng nằm phía dưới, và phần người nào lớn hơn thì cái phần vàng sẽ được nhiều hơn chẳng hạn vậy. Thì đánh nhau ở Ukraine, Nga cũng vậy thôi. Bất kể những người lãnh tụ dùng những lời lẽ cao đẹp gì nữa thì cái trần trụi của họ cũng chỉ là như vậy. Tại vì lãnh thổ nghĩa là gì các bạn? Lãnh thổ nghĩa là sự an toàn. Tại sao ta ham đất đai? Tại sao mình ham nhà cửa? Vì nó an toàn hơn. Nếu mà ở trong cái nhà gạch biệt thự nó an toàn hơn ở trong nhà lá nhé. Nhà lá nguy cơ bị cháy, bị đốt, ăn trộm cướp vô rồi giết người rất dễ dàng. Cái nó mà có cái biệt thự là nhiều người xây biệt thự đó còn xây lớn ra tới ngoài, để một cái sân rất rộng. Ok, rồi cái nhà ở bên trong, rồi cái phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ vân vân. Ok, cuối cùng là cái security, tức là cái an ninh của bản thân, đó là cuối cùng nguy bản thân mà thôi. Ok. Rồi họ có tất cả những thứ khác mà mình, chúng ta ham tiền. Tại sao mình ham tiền? Tại tiền là nguồn lực, nó đảm bảo là mình sẽ thỏa mãn các nhu cầu của mình. Tại là mình cứ để đó mình chắc ăn hơn. Thành ra bất kể đại dịch gì đi nữa thì cái cuối cùng người sống sót là người giàu. Tại họ có đủ nguồn lực để sống, họ có thể mua thuốc men, họ mời bác sĩ tận nhà. Hoặc họ ở cách ly rất xa khu vực bệnh dịch. Ở trong biệt thự mà, trong lâu đài mà làm sao bệnh dịch chỗ đó được. Vân vân và vân vân. Ok, cho nên á, Darwin nó vẫn đúng là về góc độ sinh học của con người là cái suy cho cùng các bạn, chúng ta cái phản ứng của chúng ta là phản ứng sinh học. Nhưng những triết gia thì không giờ đồng ý với điều đó. Họ vẫn thừa nhận sức mạnh của khoa học, nhưng họ cho rằng
khoa học khi họ cắt nhỏ con người ra như vậy đó và lấy suy từ cái nhỏ ra cái lớn, họ cho là vẫn không không chính xác. Ví dụ như về tình yêu đi, cái cảm xúc về tình yêu đó là một cảm giác mang tới trọn vẹn. Okay. Nó trọn vẹn có nghĩa là mình có thể hy sinh cho người mình yêu chẳng hạn, thì cái đó sinh học không không giải quyết được. Nếu sinh học tất cả là tập hợp của những cái gen ích kỷ các bạn, thì không giải thích được cái khái niệm mà mình hy sinh cho người mình yêu. Okay. Rồi ngày hôm qua tôi có buổi giảng Hoa Sen về khái niệm về hạnh phúc, thì tôi cũng có nói nhắc lại ý tưởng là tôi cho rằng là những cái suy nghĩ về hạnh phúc á, tôi thấy phần lớn hạnh phúc á nó bị sai sai như thế nào đó. Tại tôi cho rằng là hạnh phúc là khái niệm mang tính xã hội. Chúng ta hạnh phúc khi ta có những mối quan hệ hạnh phúc. Ta không thể tự tạo hạnh phúc theo kiểu mà thói quen như trên mạng ưa nói đó mà. Nhưng mà ưa nói là hạnh phúc đến từ bên trong, chúng ta phải xử lý cái thế giới nội tâm của chúng ta. Hạnh phúc không thể đến từ bên ngoài được, hạnh phúc đến từ bên trong chúng ta. Tôi cho rằng câu nói này có gì sai sai đó, theo cái chủ nghĩa khắc kỷ mà. Tôi cho rằng chủ nghĩa khắc kỷ nó sai lầm rất lớn. Nhưng mà hiện nay có một cái phong trào đang đi theo chủ nghĩa khắc kỷ và khoáng chủ nghĩa nữa. Đặc biệt là những người nghèo không có gì hết. Chủ nghĩa khắc kỷ sai một điểm các bạn. Theo tôi, hạnh phúc đến từ bên ngoài chứ không bên trong. Đến từ các mối quan hệ của chúng ta. Ok. Nếu mà có mối quan hệ hạnh phúc thì bạn sẽ có hạnh phúc. Còn tất cả mọi thứ khác là ảo giác. Tôi lấy ví dụ, tôi có một người học trò. Người học trò này có vị trí rất cao xã hội, nhưng mà rất là quý mến tôi, thường mời đến nhà, rồi hỏi thăm về tình hình học hành. Thì cậu ta rất là lo lắng bởi vì có một đứa con trai mới 19 tuổi thôi, không thích học đại học. Học rất là khá chứ không thích học, mà thích đi lên miền núi ở miền Bắc các bạn, và giúp đỡ cho các dân tộc ở trên miền núi. Anh ta cảm thấy là việc làm đó rất có ý nghĩa, và anh ta giúp đỡ cho những người dân miền núi đa số không có học, gọi là mù chữ, chuyện này đến dạy. Rồi sau đó mấy người đó rất là quý mến cái anh chàng đó. Anh chàng sư dạy học xong rồi có một mối quan hệ đặc biệt với cái khu vực đó, và có thích lên thường xuyên thăm viếng họ và đi chạy xin donation để mà giúp cho người đó có điện, khu đó không có điện, thắp bằng đèn cầy. Thì người ta cảm thấy rất hạnh phúc. Người ta cảm thấy sống có ý nghĩa, cuộc đời có ý nghĩa, hạnh phúc là giúp đỡ người khác được hạnh phúc. Một cậu bé 19 tuổi mà đúc kết được một câu do chính trải nghiệm của bản thân mà tôi thấy rất là chính xác. Okay. Và khi mà bị ép lực của bố mẹ đó, phải xin vào các trường nước ngoài đó. Và bà biết là bên Mỹ đó, tôi hỏi một câu là personal statement của mình học để làm gì đó. Thì ta đã viết lại cái trải nghiệm của mình và nói là ta học, mong muốn được học để giúp đỡ người khác, thoát khỏi sự tăm tối của sự dốt nát, nghèo nàn này kêu ra. Thì ta được học bổng ngay của trường Harvard luôn. Okay. Một cái rất mặc dù không được không thích học mà cuối cùng lại được học bổng của trường Harvard. Ok. Thì tôi nghĩ là cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm mang cái tính phổ biến của nhân loại, là chúng ta không thể ngồi đó một mình để tạo ra hạnh phúc bằng cách ngồi thiền được. Cứ ngồi đó rồi tự ru ngủ chính mình rằng mình được bình an trong tâm hồn, thế là hạnh phúc. Tôi cho rằng quan điểm này nó có một cái gì nó nguy hiểm bên trong đó. Hạnh phúc là bạn phải bước ra thế giới để mà giúp đỡ người khác. Nếu bạn trong một mối tình yêu, một mối quan hệ hạnh phúc, bạn sẽ có hạnh phúc. Bạn không thể tự tạo ra được. Ok, người tình của bạn sẽ cho bạn cái cảm giác đó. Ok. Trong mối quan hệ tốt là bố mẹ các bạn, thậm chí nhiều người không có gia đình còn phải nuôi cả những con thú cưng, con mèo, con chó, để bạn để cảm thấy được hạnh phúc. Khi bạn thấy đi về nhà, con chó hay con mèo ra nó mừng bạn, nó vẫy đuôi thì bạn cảm thấy hạnh phúc. Bạn cảm thấy là cuộc đời có sống có ý nghĩa, mình còn làm cho nó có cái gì đó. Có nhiều người không những là nuôi một con mèo mà nuôi hàng chục con mèo luôn. Mặc dù gia đình họ rất là nghèo, họ đi xin cơm trong xóm để họ nuôi cái đó. Theo quan điểm của tôi, các bạn, hạnh phúc là một khái niệm xã hội. Theo nghĩa là chúng ta không thể thoát khỏi được cái đó. Và như vậy á, nếu mà bạn quy người đó vô một cái tế bào của họ thì lại không đúng lắm. Nó phải nhìn con người với cái thể trọn vẹn như vậy. Thứ nhất, con người không phải đơn giản là một tập hợp của các tế bào, mà con người cũng không đơn giản là sống bằng bản thân mình. Con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội. Nói dùng theo quan điểm của Marx, con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Con người phải đi ra có những mối quan hệ đó.
và những mối quan hệ đó sẽ làm ta đau khổ hoặc hạnh phúc. Nếu bạn bị những mối quan hệ làm cho bạn tổn thương thì bạn không còn hạnh phúc nữa. Nhưng bạn có những mối quan hệ tốt, bạn sẽ có hạnh phúc. Một người hạnh phúc khi mà lúc còn nhỏ mà bố mẹ yêu thương người đó, họ mới có khả năng yêu thương người khác được. Ok, và hạnh phúc không loại trừ cái khả năng bị tổn thương tại chúng ta, nhưng ta phải chấp nhận cái việc đó, nó không lẩn tránh trong sự bình an của tâm hồn được. Tâm cứ cho rằng cứ bình yên là xong, buông bỏ tất cả, buông cái gì buông, nói danh từ Phật giáo bằng buông, gặp tiền buông tiền, gặp tình buông tình. Tôi nghĩ là cái cảm giác đó, tôi nghĩ là có một cảm giác gì đó nó diễn tả sự đầu hàng của chúng ta đối với những cái khó khăn trong cuộc sống nhiều hơn. Nếu cái gì mà cũng buông hết thì cuộc sống lại còn ý nghĩa gì nữa? Cuộc sống nó phải có hạnh phúc và phải có thương đau. Tại đó là hai mặt của một đồng tiền. Có mình có hạnh phúc mà như cuộc sống. Tại sao chúng ta sẽ chết mà? Tại sao nó không muốn chết? Vì cuộc sống là một điều tốt đẹp. Còn nếu như cuộc sống nó không có gì để đáng sống thì ta không có lý do gì để sợ chết hết. Nhưng phần lớn chúng ta vẫn muốn sống. Phần lớn. Trừ những chúng ta bị bệnh nan y rồi không thể cứu được, bệnh hiểm nghèo mà, tại vì bị đau đớn. Nhiều người không sợ chết các bạn, họ sợ cái sự đau đớn đi liền với cái chết, họ phải họ sợ chết. Hồi đó mẹ tôi á, mẹ tôi thường nói chuyện với tôi, tại vì tôi là con trai lớn trong gia đình. Mẹ tôi thường nói là mẹ tôi không bao giờ sợ chết, nhưng mà tôi không muốn nằm mà hành hạ con cháu trên giường, rồi kiểu mà không có tự chủ được bản thân. Bạn nhìn thấy những người khác mà rất là sợ đó. Người già thường là đi rồi cái là tiểu tiện rồi cái ra đây tại chỗ rồi, mà vì bản thân bất toại nằm trên giường mà cứ kéo dài từ năm này sang năm mà không có chịu chết. Phải hành hạ con cháu rất nhiều. Con cháu là vì lòng hiếu thảo phải chịu đựng thôi. Okay, gần đây tôi mới đi đám ma của người bạn. Đám ma người bạn. Thì đến nơi những người bạn cười toe toét à. Tôi đang tính chia buồn mà tôi nhìn mặt nó cười dữ quá mà vui vẻ thôi. Tôi cũng không biết nói, tôi không nói được cái lời khách sáo ngữ được. Mới nghe báo mình đến thăm. Cái đó đúng không? Bà chết mình mừng, bà cũng mừng, mình cũng mừng luôn. Cái nói, ủa vậy hả? Bà sống vậy rồi, bà quá tốt rồi. Bà nằm hoài, bà khổ cho bà nữa. Cứ chở tới, chở lui, bà rất là khổ, bà bị bán thân bất toại đó. Không có đi đứng nằm một chỗ rồi. Rất là cả nhà bị hành khổ, từ bao nhiêu người, từ con dâu, con rể, mọi người đều đau khổ. Nên khi bà đi như vậy, mọi người đều mừng cho bản thân, rồi mừng cho bà luôn. Ý nó bà chết như vậy là bà được giải thoát, bà được nhẹ nhàng. Okay. Chứ mà sống cho ra sống, chứ sống như vậy, mình sống làm cái gì? Sống nằm một chỗ có mắt mở kiểu đó, rồi mà sống như kiểu người thực vật á. Mà cứ như vậy thì là hành hạ con cháu. Thì tôi nhớ là mẹ tôi nói câu đó, thì có lẽ là mẹ tôi đang quan sát những cảnh đó mà nói với tôi như vậy. Và có một lần thì mẹ tôi bị tai biến và cụ cũng ra đi rất là nhanh, đúng như lời nguyện ước của bà. Okay. Thì tôi nghĩ rằng đó là phần lớn chúng ta là sợ chết theo cái nghĩa đó. Mình sợ những cái đau đớn, những cái hành hạ mà chết không được chết mà sống ra sống á. Chứ còn nếu nói với ai, nếu mà mọi người nói anh sẽ chết một cái rất là bình yên mà anh ngủ là ngày mai anh đi luôn á, thì mọi người nói đó là cái chết tuyệt vời nhá. Có lẽ đó là cái chết mà ai cũng mong ước, đó là mình được nằm trên cái lan giường của chính mình đó, rồi sáng mai đi luôn á. Ok. Và không bị những cái chuyện khủng khiếp khác mà như mình nói là những cái chết mà phải quằn quại trong bệnh viện hay là muốn chết cũng không được, muốn sống không được, có nằm chỉ định gì đó mắt mở nhìn lên trần nhà thôi. Cái đó là những điều khủng khiếp. Chứ còn một cái chết mà nó giống như giấc ngủ á. Như trong kịch của Hamlet, Shakespeare nói là cái chết có gì đáng sợ đâu, chỉ là một giấc ngủ thôi mà. Thì nếu ai cũng được cái đó thì quá sức là may mắn cho người đó. Nhưng tôi trở lại cái mệnh đề chính mà tôi muốn nói rằng là bởi vì cuộc sống nó có nhiều điều tốt đẹp. Cho nên cái chết nó là kết thúc những điều tốt đẹp đó. Phần lớn mà con người chúng ta, ngay cả tổ tiên chúng ta từ xưa giờ vẫn là cho rằng là không nên chết. Cho nên họ đẻ ra đủ mọi lý thuyết là tên linh hồn bất tử này kia. Cái chết thì liên quan tới thể xác của chúng ta mà thôi. Thể xác này tan rã đi thành trở thành cát bụi, nhưng mà linh hồn chúng ta bất tử mãi mãi sẽ được sống trên thiên đường hay ở một nơi nào đó, nếu mà chúng ta đã làm những việc ác xấu vân vân. Thành ra là
Từ câu hỏi của một bạn, tôi đã đi dần tới cái chủ đề của ngày nói chuyện hôm nay là như vậy. Tức là chúng ta thấy rằng là các cái nhà triết học đó, họ vẫn cho rằng khoa học không thể là câu nói cuối cùng, không phải là chân lý cuối cùng về con người được, đặc biệt là con người. Ông ta chỉ nói liên quan con người thôi, cũng không có nói là khoa học nói chung là, và khoa học nó chỉ nhắm vào tính hiệu quả. Và nếu mà chúng ta tin vào khoa học các bạn, thì chúng ta sẽ không còn là con người đạo đức. Tại một khi bạn muốn có đạo đức á, là bạn phải có tinh thần chịu trách nhiệm. Mà bạn chỉ chịu trách nhiệm khi bạn là con người tự do. Mà bạn là con người tự do khi phải thừa nhận là trong con người bạn, ngoài thể xác ra phải có linh hồn nữa. Còn nếu tất cả đều theo quy luật của hóa học á, của hóa học, tại hóa học là cái cuối cùng nhất, tế bào là cái cuối cùng là hóa học, thì nó có môn sinh hóa học là vậy đó. Tất cả bạn phải học sinh hóa học, nếu bạn học y thì bạn phải học môn cái môn này, gọi sinh hóa, biochemistry đó. Là cuối cùng cái bạn phân tích tế bào ra thì cái hình thành cuối cùng của nó vẫn là cuối cùng là hóa chất thôi, là cái hóa chất. Thì nếu như vậy cơ mà, thì chúng ta mới tự hỏi vậy thì những khái niệm như tự do hay đạo đức, cái đúng cái sai, cái tình yêu thương, lòng bác ái của chúng ta đối với con người khác nó nằm đâu? Không có chỗ nào hết. Cái, nếu ta tin rằng chúng ta là tổ hợp của một mớ vật chất, hóa chất á, chúng ta cuối cùng là một tổ hợp của một mớ hóa chất như vậy đó, thì những khái niệm cao cả như lòng hy sinh về người khác nè, và tình yêu nước nè, lòng yêu thương đối với lại gia đình bản thân mình nè, okay, thậm chí là đối với đồng loại của mình nữa, những cái đó từ đâu đến? Nó đâu được, nó đâu nằm trong cái mớ hóa chất ở đâu. Nó vẫn là một cuộc tranh cãi, một cuộc tranh cãi với hai phe. Một phe tôi tạm gọi là phe khoa học luận. Ở rằng đối với khoa học luận thì cuối cùng, cái cơ sở cuối cùng chỉ là vật chất mà thôi. Những sản phẩm khác chỉ là do văn hóa tạo ra. Đó. Còn cái phe của tôi gọi là tạm gọi là phe nhân văn luận á. Husserl là một người trong trường hợp đó, ta cố gắng cho rằng là cái hình ảnh mà về con người, cái tính chất của con người đó, nó có những điều kiện mà không lệ thuộc vào cái yếu tố vật chất đó. Nên chúng ta cố gắng xây dựng một cái bộ môn hiện tượng học mà nó không có dính líu tới khoa học. Rồi, bây giờ tôi sẽ đưa vô cái này để tôi nói là, nên tôi cũng muốn nhắc lại điều đó và bằng cách là định nghĩa lại về cái hiện tượng học đó để cho chúng ta rõ hơn. Rồi đây là tôi sẽ định nghĩa lại rồi cái hiện tượng học để chúng ta thấy rõ hơn là tại sao gọi là hiện tượng học về cái chết là như thế nào. Hiện tượng là một cuộc khảo sát, investigation, mang tính siêu nghiệm, okay, và cho mình cái kế hoạch khảo sát chuyện gì các bạn, có mối quan hệ tương quan giữa một bên là cái chủ thể tính và bên là khách quan tính. Cứ tạm gọi chủ thể tính là thế giới bên trong và khách quan tính là thế giới bên ngoài, okay. Tại vì cái chữ objectivity nó từ chữ object là sự vật. Sự vật đứng đối diện với chủ thể. Chủ thể là đây. Chủ thể là subject, là chủ thể. Nếu bạn nào học ngữ pháp tiếng Anh biết là chủ ngữ đó. Ok, thì chủ thể đứng đối diện với thế giới khách thể khách quan của mình. Và nó khảo sát mối tương quan như hai cái này. Chú ý mối tương quan, correlation. Trong cái điểm bút sẹt các bạn, ta không thể tách hai cái này ra được. Theo bút sẹt đó, cha đẻ thì tương luận đó, thì không thể tách hai cái này ra được. Hai cái là hai mặt của một đồng tiền. Okay, tức là không thể có thế giới khách quan nếu không có chủ thể và ngược lại. Okay. Khi bạn bắt đầu tư duy là thế giới chủ thể là hiện ra trước mặt, đó là object, là hiện ra trước mặt. Okay. Cho nên thế giới đó nó sẽ không tồn tại nếu mà không có chủ thể nhìn nhận ra nó. Cho nên chính vì cái khẳng định này đó, quan điểm này nó sẽ bị quy vào truyền thống duy tâm luận của Đức. Ông ta mặc dù là tiến sĩ toán học nhưng cũng không thoát khỏi truyền thống duy tâm. Theo cái nghĩa đó các bạn, mà tôi thì ủng hộ chủ nghĩa duy tâm. Theo cái nghĩa này tôi cho rằng không bao giờ, tôi lấy ví dụ, khi mà bạn về thế giới khách quan á, chúng ta có xu hướng ví dụ như là, nếu ai nói các bạn một cái điều như sau các bạn, tôi phủ định thế giới khách quan rất là dễ dàng. Okay. Ví dụ như không lẽ bây giờ đó, bạn là một chủ thể, bạn không còn ý thức nữa, bạn nằm bạn ngủ, không lẽ cả thế giới biến mất sao? Ý có nhà mà thuộc về khoa học các bạn, hoặc là duy vật á, họ cho rằng không cần có chủ thể đứng đó thì mọi vật nó vẫn phải tồn tại chứ.
như là sông núi biển cả đại dương tất cả những đó, nó mình không ý thức tới nó vẫn tồn tại chứ. Thì đó là cái phản chứng của các triết gia theo hệ thống duy vật. Ok, là vật chất tồn tại, bất kể là đã có một cái chủ thể nào đứng nhìn nhận ra nó hay không thì vật chất nó vẫn tồn tại. Thì nhà duy tâm đã phản chứng lại cũng rất là dễ dàng, họ bác bỏ cái luận điệu rất dễ dàng đó các bạn. Họ nói là nhưng mà sao anh biết là nó còn tồn tại? Đang nói về chủ thể nha. Như bạn nằm mà ngủ, cái bạn tỉnh dậy và nói trong lúc tôi ngủ, ok, thì căn nhà của thằng hàng xóm nó vẫn tồn tại và nhà của tôi cũng tồn tại. Thì câu hỏi của nhà duy tâm là sao anh biết điều đó? Bạn phải tư duy để biết được một việc đó tồn tại không tồn tại, cũng bạn phải nhờ tới cái bộ não của bạn để suy nghĩ. Như vậy là bạn cũng lại rơi vào cái điểm cũ. Tức là khi bạn muốn khẳng định một câu là cái đó có tồn tại không tồn tại, bạn phải suy nghĩ, bạn phải dùng cái chủ thể. Ok. Và chủ thể là cái đơn nhất và mọi việc đều phải thông qua nó. Ok. Nếu một người nói với bạn là trong lúc mày ngủ á thì thành phố Đà Lạt cũng còn nằm nguyên đó mà. Cho nên đó là ý của anh. Ok. Còn theo chủ thể quan điểm của tôi á, lúc tôi ngủ là thành phố Đà Lạt đâu tồn tại. Mà nó có tồn tại không cũng đối tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi không quan trọng là tôi đang ngủ mà. Lưu ý chữ chủ thể quan trọng nha. Chủ thể là chính bạn đó, là cái ý thức của bạn về vấn đề gì đó đó. Còn ý thức nó ý của anh hay của người khác mà đâu phải của tôi đâu. Như tôi ngủ, các bạn nói tôi ngồi tôi canh anh ngủ á, tôi gọi điện lên trên phố Đà Lạt thấy nó còn nguyên hả? Ok, đó là chuyện của anh chứ không phải chuyện tôi. Còn tôi phải tỉnh dậy, tôi nói chuyện với anh thì tôi mới biết rằng thành phố Đà Lạt nó vẫn còn như vậy. Thì tất cả cái biết của anh phải thông qua bộ lọc của tôi đó chứ, thông qua ý thức của tôi đó chứ. Và đối với tôi thì lúc đó là thành phố Đà Lạt không tồn tại, tôi đang ngủ mà sao nó tồn tại thì nó liên quan tới tôi. Nên chủ thể và khách thể phải dính liền với nhau là như vậy. Nói tới một chuyện gì đó là bạn phải thông qua cái ý thức của chính bạn. Còn cái ý thức của người khác, ý thức của anh Việt là theo anh thì anh đang ở trên Đà Lạt, thì đối với anh là ý thức đó, theo anh thì Đà Lạt nó đang tồn tại đây, tôi đang ngủ đây thì đối với tôi là đâu có tồn tại. Ok. Ý là em từng đọc qua cái câu nổi tiếng là to be is to be perceived của George Buckley. Thì ông ấy nói rằng là ví dụ như giả sử như bây giờ nhân loại ngủ hết thì không lẽ thực tại biến mất hay sao? Thì ông ấy bảo rằng là có một cái tồn tại, một cái thực thể tối cao nhận thức tất cả, và ông ấy cho rằng đó là Thiên Chúa. Thì Buckley là một người triết gia duy tâm người Anh. Thì cái câu này nổi tiếng, bạn ta là cái thực thể đó, cái mình gọi là thực thể, cái tồn tại đó, bất kỳ sự vật nào phải thông qua cái tri giác nhận thức của chúng ta thì cái đó mới tồn tại được. Ok. Tức là nếu vấn đề không phải là Buckley á là người phủ định cái sự tồn tại của thế giới khách quan, và nói chuyện đó có hay không không quan trọng mà mình không biết gì về nó. Nên cái thuyết của ông ta là một cái thuyết giống như sau này của Kant á, là thuyết bất khả tri, là chúng ta không biết gì về cái thực hữu thực tồn của một đối tượng bên ngoài chúng ta. Tất cả mọi cái đối tượng SC, đối tượng thực tồn, giống như động từ to be đó, giống như being trong tiếng Anh đó, thì cái being, cái tồn tại của một sự vật nào đó, nó phải thông qua sự nhận thức của bản thân mình thì cái đó nó mới tồn tại. Ok. Thì cái ông, một người bạn của Buckley á, tên là Samuel Johnson,
người Anh luôn, sống vào thời kỳ cùng với ông này, mới nói là ông, cái đệ tử mới hỏi ông này là thưa thầy, thầy phản đối cái thuyết của ông Buckley, ông này là giám mục, phản đối thuyết của ông này bằng cách nào? Thì Johnson ông mới lấy chân ông mới đá vô cái hòn đá, ông nói tôi phản đối thuyết đó bằng cách này, ông lấy chân ông đá hòn đá. Ý ông nói hòn đá nó tồn tại tự thân nó và không cần có ai phải nhận thức hết, nhưng ông quên rằng cảm giác đau của ông là cái này. Nếu không có cảm giác đau đó thì làm sao ông biết là có cục đá nằm đó? Thì Johnson tưởng rằng mình đã phản bác được học thuyết của Buckley, nhưng đây là một trong lưu học học thuyết mà khó phản bác nhất nha các bạn. Vì mọi thứ chúng ta làm, bất cứ tâm mình suy nghĩ là phải thông qua cái nhận thức của chính bản thân cái đạo. Thành ra tôi lấy ví dụ nha, đó các bạn, là có một hòn đảo tên là Maturiria. Bạn biết hòn đảo đó nằm đâu không? Bạn suy nghĩ một lúc còn nói em không biết nó nằm đâu. Chuyện nó nằm đâu không quan trọng. Em không quan tâm. Đúng không? Thì cho dù tôi có mở bản đồ ra, tôi chỉ hòn đảo nằm ở một nơi ở Phi Châu, có tên Moria gì đó, đứa bạn đâu có tồn tại đâu. Ok. Giống như tôi nói với anh Việt là có một cái cô rất là đẹp bên Canada á, chờ gặp anh là sẽ kết hôn. Nó cũng sao tôi biết cô đó ta? Ok. Nếu cô ta có tồn tại ở Canada hàng ngàn năm anh cũng không quan tâm. Đứa cô ta anh đâu có tồn tại, đâu có thông qua bộ não anh đâu mà tồn tại. Thuyết này là một trong thuyết khó phản bác nhất nha. Tại mọi thứ đều mới thông qua cái nhận thức của chính mình nên cái đó mới tồn tại được. Còn mình không nhận thức thì nó tồn tại không, chuyện đó không quan trọng, đâu không quan trọng chuyện đó có người đó hay không. Tôi quan trọng là có cái hòn đảo tên Abiria chứ tôi không quan trọng. Gần đây chúng ta học được khá nhiều từ tiếng Nga là nhờ có cuộc xung đột Ukraine và Nga. Thế là mình nghe vài tên bắt mút, vài cái tên mà nó hiện lên. Putin, đúng là phải đọc là Putin, đúng đọc là Putin. Putin đúng tiếng Nga. Thì còn trước đây mà nó không xung đột, thậm chí các bạn nhiều người không biết Putin là ai nữa, không biết cái ông mà Zelensky là ông nào luôn. Còn hiện nay ngày nào cũng hiện lên, tức là nó thành một phần của chúng ta. Do cái sự nhận thức của mình thì những người đó bắt đầu tồn tại thật sự. Còn trước đây họ có tồn tại, đối với thật hầu như không tồn tại luôn. Nó có thông qua nhận thức của mình đâu mà tồn tại. Ý của ông Buckley nói là cái cuối cùng á, anh muốn dẫn chứng sự tồn tại của một vật nào đó, anh phải thông qua cái nhận thức của chính mình. Ok, bây giờ mắt của bạn phải nhìn thấy cái đống sách này thế này mới tồn tại. Còn giả định mà mắt mà không nhìn thấy nó đâu có tồn tại đâu. Đối với bạn á, nó tồn tại đối với người khác, người có mắt, mọi người không có mắt vô sao thấy được. Đó là đương nhiên là như vậy, ý của họ nói như vậy. Bất cứ gì mình muốn nói đó, là nếu mình tranh cãi lại với họ thì lại mình phải dùng ý thức. Mình nói theo em thì em nghĩ cái cây lúc em ngủ thì nó vẫn nằm ở đó chứ thầy, em ngủ trước khi em ngủ em thấy cái cây, em ngủ thì em thấy vẫn thấy cái cây. Như vậy về mặt logic nha, bạn chỉ đúng có hai việc thôi. Trước khi ngủ bạn nhìn thấy cái cây, sau khi ngủ bạn nhìn thấy cái cây, còn phút giữa bạn đâu có nhìn thấy. Làm sao bạn biết rằng nó còn nằm đó hay không, sao bạn biết được? Bạn logic bạn bị vướng bởi cho đó đúng không? Trước khi ngủ đúng, điểm A lúc 7 giờ cái cây còn tồn tại. Sáng sau sáng em dậy, cái cây còn tồn tại. Không thể suy ra trong khoảng thời gian từ 7 giờ nó vẫn còn lại. Tại cái bạn nhận thức thì chỉ có 2 điểm thôi. Phần lớn là chúng ta giả định thôi, chứ không chứng minh được là tại mình đang ngủ chứng minh gì. Nên giả định, theo tôi nghĩ thì bạn không lẽ từ mới 7 giờ chiều tới 6 sáng nó biến mất rồi nó biến lại, kỳ vậy. Ok. Thì ngày xưa các bạn Trang Tử là một triết gia lớn của Trung Quốc đã nói như vậy rồi mà. Ông ta nói không biết là tôi biến thành con bướm hay bướm biến thành tôi. Nói cái chiều nào cũng được hết á. Lúc nào ông ta làm mơ, mộng là hồ điệp biến thành bướm, bay rất là vui vẻ. Cái sau đó cái tỉnh dậy thấy mình vẫn là Trang Tử. Ok, thì ông ta thắc mắc không biết là mình là Trang Tử nằm mơ thấy bướm hay bướm nằm mơ thấy Trang Tử là mình. Tại vì mặt logic học cả hai đều giống nhau hết. Tại vì sao như vậy? Không có bằng chứng nào để quyết định cho cái nào hết. Nếu bạn nói rằng bạn đang mơ cũng được luôn, và nói là bạn không phải mơ, bạn không phải là con bướm vẫn được luôn. Rồi bạn mới nói là không, tôi tỉnh mà, cái tay tôi bấu, tôi véo, người tôi nè,
thì cũng là cảm giác thôi, đúng không? Và cảm giác của chúng ta theo các nhà khoa học chứng minh các bạn đều có thể ngụy tạo được mà. Họ cho một số người, các nhà khoa học về thần kinh học các bạn, họ nói trong bộ não ta có một bộ não, có một phần gọi là phần tôn giáo, họ đặt tên đó buồn cười là não thượng đế, gọi là God's brain ở bên trong á. Tức là họ kêu những số người lại ha, và không tin đây đám vô thần, đây là đám vô thần hết, không ai mà tin vô tôn giáo nào hết trơn á. Họ lấy điện họ chích ngay đúng chỗ đó, tự nhiên thấy trời mình sau đó tin liền luôn. Người thấy ma, người thấy Phật, người thấy Chúa, rồi cái kiểu gì cũng thấy đủ đấy, tỉnh dậy thành tin luôn. Họ lấy điện chích ngay vô cái điểm đó. Tức là theo các nhà khoa học các bạn, tôn giáo là một điều nhảm nhí. Bộ não chúng ta muốn sinh tồn nó phải tự tưởng tượng ra những chuyện như vậy. Tôi lấy ví dụ bạn đi trong rừng đi, bạn đi trong rừng nha, bạn rất là sợ, sợ đủ thứ, sợ thú vật, sợ ma quái, sợ trong rừng. Cái bạn mới cầu nguyện, bạn cầu nguyện cái bạn hơi sợ, bộ não mình có chức năng sinh tồn là vậy đó. Tôi tưởng tượng ra mình đâu phải một mình đâu, mình có Chúa trên đầu mình có Đức Mẹ Maria đang theo dõi mình, có bà Quan Âm, ok, đọc tụng kinh Mani Bát Mê Hồng, Mani Bát Mê Hồng, chú đại bi, chú đại bi, okay. Thấy yên tâm. Và thành tôn giáo có cái công cụ các bạn là hỗ trợ cho sinh tồn của chúng ta. Thành ra bộ não ta có phần đó, là không cần đi tu hay còn ngồi thiền Vipassana gì hết, vô chích điện kích cho nó thành rồi thì thiết thiền luôn, phải lên đến cõi thiền thứ tư luôn. Ok, có nhà học họ nói họ khẳng định thôi bạn, họ nói cô táo nhảm nhí, tại vì họ đâu, họ tìm trong não ta đó, những nhà mà neuroscience nó tìm trong não ta những cái bộ phận như vậy, chích điện đô kích hoạt vô cái bộ não là tự nhiên con người thành rồi. Có người tỉnh về xong có nói bạn hãy xin kể lại trải nghiệm của bạn, người này kể như đúng rồi luôn, kể này chú mới hiện ra, chú nói còn tu rất tốt, người thì gặp Phật tùy theo tôn giáo của mình, người gặp Allah, người gặp Jehovah, tùy theo niềm tin của từng người, còn người sợ ma gặp ma chẳng hạn vậy, hiện ra được kìa đó. Và họ làm thí nghiệm này hàng trăm lần. Ví dụ, họ kêu bạn vô căn nhà này, không cần cái nhà hoang trên Đà Lạt vậy đó, ok, họ nói vô đi, căn nhà này có ma đó. Ôi trời ơi, thư viện dịch trường sao có ma được. Hồi xưa mấy cái thằng mà nó làm ra mấy cuốn sách này nó chết hết rồi, nằm hết bên này bị ấn tượng là thấy sợ sợ rồi. Cái lát sau mình vô thì bạn gọi là sóng hạ âm, các bạn có một loại sóng mà họ hạ một tần số cực kỳ thấp à. Âm thanh chúng ta mình hạ cũng cực kỳ thấp, tức là âm thanh mà chỉ có loài mèo và loài chó nghe được thôi đó, âm thanh đó thì lập tức là bộ não ta bị kích hoạt, sẽ nhìn thấy ma khắp nơi hết. Nhưng phải có cái lời dẫn trước, cái là đó mình có mồi rồi. Vậy hả, có ma thiệt hả? Ừ, có đó, mấy cái thằng mà nó sau khi nó đóng góp xong chết hết rồi, thì nó giờ nằm đây nè, cái mình nó có ấn tượng rồi, cái vô bắt đầu đèn, bắt đầu thấy đèn trao đảo, nó mấy nhà khoa học họ làm bên mặt đèn bắt đầu chớp sáng theo kiểu như mấy bộ phim kinh dị vậy đó. Chớp sáng nó có nghe những âm thanh kỳ kỳ, cái âm thanh nó bắt đầu những âm thanh mà gọi là âm thanh tiếng Anh gọi là eerie music, ok. Và tất cả các bộ phim đều lợi dụng cái này, thì cần nghe cái nhạc đó là mình nghĩ tới ngay mang ngay lập tức, tại vì nó kích vô cái bộ não. Nên có nhạc ma đàng hoàng, có nhạc ma đàng hoàng nha các bạn, nhạc là nó lên cái các bạn nghe đó là mình thấy sợ rồi, hoặc là nhạc hùng tráng vui vẻ, nhạc yêu thương, nhạc lãng mạn, kiểu gì là mấy dân làm phim nó có đầy đủ hết, nó sưu tầm cả hàng năm sáu ngàn loại âm thanh như vậy, từ bước chân rồi từ tiếng lá rơi, tiếng mưa rơi, các bạn nào làm được hết á, tạo ra được hết tất cả mọi thứ, mà chỉ cần âm thanh lên là cái bộ não ta theo cái khả năng tiến hóa sinh tồn ta nó sẽ được kích hoạt. Thí dụ mình nghe những điều nhạc mà nó vui vẻ, mình biết là chuyện vui và không thể nào có chuyện ma được, không thể nào có ma. Dù nghe những âm thanh ú ú rên rên đâu đâu đó, tự nhiên mình nghĩ tới ma ngay lập tức, tại bộ não mình nó được kích hoạt theo dạng như vậy. Thì đối với các nhà khoa học và tất cả hiện tượng đó, những hiện mình gọi là tâm linh hay là ma quỷ gì đó, là đều có nguồn gốc từ sinh lý bản chất của con người chúng ta là thần kinh đây nè, ok. Thì với những cái khái niệm như vậy các bạn, thì quay lại duy tâm nó vẫn đúng, tức là nó phải được bộ não mình xử lý cái đã. Còn nếu bộ não mình không xử lý thì nó không tồn tại, kể cả ma quỷ hay tâm linh, bất cứ cái gì nó tồn tại được là do bộ não mình xử lý. Còn nếu mà nó không qua cái đó, các bạn, cái object nó không chạy vô cái subject á, cái subject không thừa nhận nó, thì cái đó không, giờ nó bạn không thể biết. Có những người tự hào khoe rằng không bao giờ gặp ma, thì họ nói sao nghĩ vậy, nói từ nhỏ lớn tôi không hề gặp ma vì mẹ tôi nói tôi là tôi nặng vía cứng, còn mấy yếu bóng vía gặp ma, còn tôi bây giờ gặp ma chứ.
cái tiếng. Mình không thể nói họ nói sai, bởi vì cái chủ thể nhận thức là họ không nhận được cái đó thì cái đâu có tồn tại đâu. Còn những người mà yếu bóng vía khác, các bạn gọi tạm gọi cái danh từ như vậy đó, thì họ là khẳng định hoàn toàn ngược lại. Là anh chưa gặp ma thiệt thôi, nhưng mà anh chưa gặp nó, lên căn nhà trên Đà Lạt ở đi, ở bên anh có nhiều căn nhà, anh vô đó ở đi, anh ở đi một đêm thôi là anh chạy làng luôn. Nó đề ngoài là bao sợ mà mua vé nó 50 con vô ở thôi, mấy cái tòa lâu đài hoang bên anh nó nhiều lắm. Tôi mới hỏi là có không, có gì không, nó bao luôn, bảo đảm bao luôn. Không biết là nó có làm cái thuê cái khoa học đến chích điện vô hay không, tôi không biết vậy. Nhưng nó dám nói câu đó mà nó bao luôn, bảo nó gặp ma. Tối khoảng 12 đêm là thấy những người mà không có đầu á, những cái công nương rồi hoàng tử hoàng đế mà bị chặt đầu á, trong cái tòa tháp luân đôn là ban đêm thể hiện lên, đi tới đuôi thấy đã luôn. Thì họ dám nói như vậy, thì đối với những người đó thì họ khẳng định tại sao không qua cái chủ thể nhận thức của họ. Anh nói đứng từ góc độ triết học các bạn, không có cái gì mà tốn thời gian một cách lãng xẹt hơn là thuyết phục người đó tin vào một điều mà đối họ điều đó không có ý nghĩa gì hết. Đối với triết học không có gì lãng xẹt là một cách là thuyết phục họ tin vào một thứ các bạn, mà họ nói cái họ bản thân họ không vừa tin vào ma, họ có gặp mình có nói thì họ cũng bác đi, họ nói thằng này yếu quấn vía, thằng này mê tín dị đoan. Còn đối với người mê tín dị đoan họ đã từng gặp rồi, bạn nói cách gì họ không vừa tin bạn hết á. Những người họ đã sống trong thế giới đó, và những người mà là căn nghĩa trang, hiện nay mình có những cái video clip chuyên môn quay về những cảnh nghĩa trang, chết nghĩa trang, đi phỏng vấn đi mà câu view câu like mà thôi, nhưng cũng tạo ra một số, tôi cũng được biết thêm một số là đặc biệt cái đường Hưng Hòa đó, cái dân người lang thang mà không cơ nhở, mà không có nơi nhở ưu vô trong mình nghĩa trang sống cũng có cái lợi, tại vì có những người thân nhân đó họ đi thăm nghĩa trang thì họ gặp mình, họ cho tiền, họ có cúng cái rồi sau đó mình hưởng luôn, cúng trái cây hay gì đó để là nó coi dùng chút nó tàn nhang rồi đó thì biểu anh luôn nhá hả. Thật ra cũng có rồi, chung quanh có cái chỗ để trú mưa, cái mưa che nắng rồi cũng tạm được đó. Thì đến phỏng vấn với người đó và hỏi thì chắc chắn họ khẳng định có ma. Họ nói anh ở trong đây lâu á, anh có thấy cái gì không, tâm linh gì không? Cái người kia nói có nhiều lắm, trời ơi. Theo ý các bạn tại sao mới nói câu đó? Hả? Nên nếu mà mình xét về cái góc độ kinh tế học, ok, không thấy có lợi chứ, tại nói như vậy thì mấy người kia nó mới cúng nhiều nữa. Chúng nó làm gì của má, có ở đi, anh cúng bất công, nó có ai, tụi ăn cái ai ăn? Cái mọi người đó, ủa vậy hả? Ok, đúng không? Bạn thấy cái bạn suy ra thì bạn thấy là cái việc họ khẳng định là phù hợp với quyền lợi của họ đó, họ cần kể là đó là mình đang kể về kinh tế học nha. Còn góc độ về tâm lý học á, nó cũng có lý do đó các bạn. Họ ở trong cái khu như vậy là đầu óc họ đã bị ám thị rồi, nên là cùng bất đắc dĩ lắm mới vô đây, hết tiền hết bạc mới vô đây nằm, chứ ai mà có nhà có cửa mình đi vô trong nghĩa trang ở. Biết nghĩa trang là đất của nên là họ kể câu chuyện rất hợp lý. Là một chuyện rất hợp lý các bạn, như họ đang ngủ cái có người lên giật chân họ, giật chân ước khi thấy vụ nắm tóc lắm, thế từ đa số giật chân mà giật chân cái mới nói là chỗ này của tao mà sao mày dám đến đây nằm. Là nên nằm ghé lên cái mộ họ bằng đá gì đó rồi nó mát mẻ cái nằm ghé vô, thì đêm đó người đàn ông xuất hiện và giật chân của họ, nói rằng là cái chỗ này là của tao, mày đi mày kia. Những câu chuyện nghe rất hợp lý, nó diễn tả cái vấn đề mà ham đất đai của Việt Nam đó. Ừ, rất ham đất đai các bạn, chết cũng còn ham đất, là cái mém mồ là của họ là việc bất động sản ranh giới phải không được vi phạm vào vậy đó. Rồi, cái dạng là nó vẫn nó phản ánh cái gì tư duy của con người mà đang ngủ đó, nó là về mặt tâm lý học, nên bạn rất dễ dàng thấy những cái chuyện là trong ý thức của anh ta vẫn biết là đang vi phạm đất đai của người khác. Sống có cái nhà, chết có nấm mồ, mà Việt Nam có câu thành ngữ như vậy, nên anh ta vẫn biết là anh ta đang ké nhờ ở một nơi nào đó. Thành ra trong giấc mộng đó rất có thể là cái anh ta, cái phần tiềm thức của ta sẽ xuất hiện một cái nào nó kêu là anh không nên trở lại cái chỗ của người khác hay của anh. Và ý thức của ta vẫn là ở ké, ở đậu, ở nhờ, mặc dù chỉ là ghé nằm trên một cái nơi, một cái nấm mồ mà thôi, nhưng nấm mồ nó cũng phải có chủ đàng hoàng, là cái người đang nằm dưới phía dưới nó. Cái ý thức làm cho mọi người, tôi nghe những câu chuyện đều na ná giống nhau. Na ná thì cái kiểu là nhiều hôm là bị mưa quá tôi nằm đỡ lên cái nấm mồ này thì tôi thấy những hiện tượng như vậy. Okay. Thì đứng về mặt tâm lý học, chúng ta có thể thấy được rằng là những cái chuyện như vậy có khả năng nó xảy ra.
Và đối với nhà khoa học thì họ đều giải thích theo cái dạng như tôi vừa nói với các bạn. Và Husserl là một trong những người cho rằng những giải thích như vậy là nó không có hoàn chỉnh. Ok. Còn chữ siêu nghiệm này tôi nói nhiều lần rồi các bạn, nó chỉ đơn giản nghĩa là vượt ra khỏi kinh nghiệm. Nó sâu kinh nghiệm, tức là đi ra ngoài gặp, nó một cái bên ngoài kinh nghiệm. Okay. Phải có sự của cái này vươn ra gặp cái này thì cái gọi là transcendental là như vậy. Còn những cái thuật ngữ nó có vẻ cao siêu nhưng nó ý nghĩa đó là bình thường, tức là ý thức và tồn tại. Hai người là như tôi vừa nói lúc nãy, theo quan điểm của hiện tượng lượng, hai mặt là hai mặt có một vấn đề. Okay. Điều đó là cơ bản cho tất cả mọi kinh nghiệm của chúng ta. Cái trải nghiệm con người chúng ta là như vậy. Chính vì vậy mà trải nghiệm mỗi con người là mỗi khác. Và nhiệm vụ của triết học là phân tích những cái trải nghiệm đó. Dù trải nghiệm về sự chết. Ok. Có những người thì họ gọi là tôi gọi là có một cái nghiên cứu rất lớn về cái này thôi. Có một cái gọi là kinh nghiệm cận tử, là near death experience, kinh nghiệm cận tử là của một cái người gần như là cái người đầu tiên rồi mà nói nó là một người bác sĩ tên là Randy gì đó. Ông này có biết mà bác có thể một cuốn sách tên là Life After Life, là cuộc sống sau khi bạn đã sống, tức là cái chết đó. Life After Life, okay. Cuộc sống sau khi bạn đã sống, tức là cái chết. Thì ông này kể lại khoảng hơn 700 trường hợp những người chết sống lại. Ông ta là bác sĩ nên chúng có thể tin cậy được phần nào cái sự tương hợp của ông ta. Ông ta cho rằng trong ghi nhận của ông ta đó, ông ta là người đầu tiên mà ghi nhận mấy chuyện này, thì có những người đương nhiên là không phải chết lâu mà cận tử thôi, near death experience, có nghĩa là chỉ gần chết thôi. Tức là có người chết chỉ trong vòng có từ 15 phút tới 20 phút, có người chỉ 10 phút, 5 phút thì lại sống trở lại. Và điều này nội mà 15 phút hay 20 phút các bạn, nó đã ngược với là cái quy định về khoa học rồi. Tại theo y học á, bộ não chúng ta không thể tồn tại mà không có oxygen á trong vòng 8 phút là hết mức rồi. Rồi, mà đặc biệt các tế bào não là những loại tế bào không thể thay thế như các những người khác, tay chân hay này kia, thì tế bào não nó có đặc, đó là đặc điểm của tế bào não là không thể thay thế được, tại nó phục vụ cho yếu tố sinh tồn, mà hiểu không? Nếu mà nó thay thế là mình quên hết mấy cái của mấy ngày hôm qua hôm kia rồi làm sao. Còn theo các cái phần khác các bạn, da nhẹ của chúng ta là 7 tháng là đồ mới hết, nó phải cứu chữa, sửa chữa phục hồi liên tục, đắp vá đồ đủ mọi thứ, nó là sửa chữa liên tục. Cho nên mấy bộ phận khác là chúng ta là có tế bào mới, thay đổi 7 tháng là xong hết. Ok, riêng tế bào não là mãi mãi là của chúng ta, nó không thay đổi được, tại vì cái chức năng đó là phải tư duy, tổ chức cuộc sống và lưu trữ ký ức rất quan trọng. Ta có một thư viện khổng lồ nào đây để nhớ, đặc biệt là nhớ tiền nợ người khác. Ok, nếu mà nó thay rồi tuần sau mất tiêu rồi, đến đòi tiền rồi mình nói ủa tôi không có nhớ gì của đâu. Là, tức là nó phải có những cái phục vụ và mình phải nhớ người thân của mình. Người thân của mình là dù mà biến đổi cỡ nào sau mấy chục năm mình vẫn nhận ra được ngay lập tức để nó người thân của mình. Cái vân vân, tức là nó phải phục vụ nên cái tế bào não nó không được thay đổi. Cho nên một khi các bạn, nhưng mà đặc biệt nó là rất dễ bị hư. Nó chỉ thiếu oxy 8 trong vòng 8 phút thôi là xong viêm, não hư hết, hư hại hoàn toàn hết, hủy hoại hoàn toàn. Ok, và đây có những người là họ đã chết đi tới 15 phút tới 20 phút. Và những cái trải nghiệm họ đều giống nhau, hoặc là tương tự nhau. Đều là đầu tiên là thấy rất là sung sướng, thấy linh hồn họ bay lên khỏi thân xác. Rồi họ nhìn thấy họ nằm chết phía dưới. Họ nhìn thấy và họ thấy người rất là thanh thản. Và bắt đầu đi vào trong một cái đường hầm, tưởng có một cơn gió lớn cuốn họ đi. Bây giờ đã là linh hồn rồi mà. Gió cuốn họ bay ra khỏi bệnh viện, bay ra khỏi bệnh viện xong mới bay vào trong cái đường hầm.
tối đen rất là kinh khủng, mà gió rít đồn âm thanh rất là khủng khiếp. Một lát sau ở đầu phía đường hầm là một ánh sáng, và họ bắt đầu nhìn thấy ánh sáng rất là đẹp, và họ đi ra khỏi cái đường hầm đó thì họ thấy là như là giống thiên đường vậy đó, rất là đẹp, cảnh giới đẹp mà không thể mô tả được, như là tiên cảnh. Và lúc đó thì họ gặp lại những cái người mà trong ý thức của họ biết là đã chết từ lâu. Và những người ai cũng hạnh phúc, gương mặt rất là happy rồi vui vẻ lắm, chào đón họ rồi welcome to heaven thì cái luôn hết luôn. Thì họ tự nhiên thấy một người mặc đồ trắng, có gương mặt sáng như ánh mặt trời, tức là không thể nhìn rõ mặt của ngài, đến và nói rằng là it's not time. Không hiểu sao còn tiếng Anh không? Thì nó cũng học tiếng Anh nhiều chứ không? Không nói tiếng Dầu Thái hay là tiếng Hy Lạp thì không biết mấy bà này sao hiểu nổi. Thì mới nói là it's not time, chưa đến lúc. It's not time, you know, come back. Rồi nói, oh yeah, I like to stay here. Bạn biết người nói là tôi thích ở đây, đầy thích quá. Thấy khung cảnh tiên cảnh đẹp. Nó nói là chưa. Ok, thì đột nhiên là quay trở về và nhập vô cái xác của mình và sống lại. Và họ đã mọi người đều có một cảm giác chung là khi mà sống lại như vậy đó thì họ đều cảm thấy rất là buồn trong 5 phút đầu tiên, cảm giác là rất buồn vì rời xa cái cảnh tiên á, nó vẫn còn vương vấn trong não của mình, vẫn còn cảm thấy rất là sung sướng, rất là tiếc nuối khi phải rời xa một cái nơi mà nó hấp dẫn, mà nó đẹp như vậy đó. Nhưng khi gặp lại chồng con và các con của mình đang đứng bên cạnh giường á thì rất là happy khi được sống lại, cảm giác là gặp lại người thân của mình, và bắt đầu rất là miệng liên tục kể lại những cái trải nghiệm như vậy. Và con bác sĩ Raymond đó, ổng mới ghi lại hết trong cuốn sách, các bạn có thể xem được. Theo ổng thì khoảng hiện nay đó, tôi lên mạng Wikipedia tôi tra lại đó, thì khoảng 22.000 chứ mấy 700 nữa. Mọi người theo gương ông này bắt đầu tự ai cũng tự làm một cái collection riêng của mình, thì sưu tập lại, thì trên khắp toàn thế giới tới giờ phút này các bạn, theo cái trang Wikipedia đó về cái vụ Near Death Experience đó, là khoảng 22.000 trường hợp rồi. Còn cái hồi cuốn sách nó viết có một năm 96 mấy đó, lúc bấy giờ đó, thì ông liệt kê khoảng 700 trường hợp. Và đây là hiện tại trở thành một cái đề tài nghiên cứu nghiêm túc của mà cái trường đại học lớn nhất của Mỹ các bạn. Trường mà chuyên về vụ này phải lớn nhất của Mỹ theo kiểu Harvard. Nhưng mà nổi tiếng nhất về cái vụ nghiên cứu này là Virginia. Okay. Thì trường học này đó là nó tập trung những tay chuyên gia dựa trên cái hướng dẫn của ông này. Nó làm cuộc nghiên cứu mấy chục năm liền. Và cái câu kết luận của họ, không biết là tin vui hay tin buồn đối với các bạn thì tôi không biết, nhưng họ khẳng định là có cuộc sống sau khi chết dựa trên những tài liệu nghiên cứu của họ. Và có một phiên họp mà họ phải báo cáo trước Quốc hội về vấn đề này. Và theo các nhà chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, họ khẳng định rằng cuộc sống sau khi chúng ta chết đi là một thực kiện khoa học, không còn là suy đoán nữa. Ok. Thì đối với người mà đang chán sống các bạn thì đây là tin buồn rõ ràng. Tưởng gì tưởng chết, tưởng thoát thân, té ra cũng sống lại nữa là thiếu nợ tiếp. Ok. Nhưng đối với những người mà hy vọng một cuộc sống bất tử, mình đang sống cuộc sống rất là tốt đẹp, thì đây hoặc là một tin vui. Chúng ta nghĩ rằng là còn cuộc sống. Vấn đề là không ai trả lời được cuộc sống sau khi chết nó như thế nào, vậy thôi. Cái nghiên cứu họ chỉ trả lời được có một phần của câu hỏi. Giống như là em sẽ được chuyển nhà, nhưng biết cái nhà cấp tới nó như thế nào. Em đang ở nhà cấp 1 qua nhà cấp 4 luôn đó, thì ok, đương nhiên nó là tin buồn rồi. Mình chỉ biết cái cắn một điều, mình sống ở đây. Những các nhà khoa học của trường đại học Virginia chỉ khẳng định một điều là có cuộc sống sau khi chết. Còn anh đi đâu tôi không biết. Và cuộc sống nó như thế nào, là vui hay là buồn, nó cao cấp hơn, chất lượng cao hơn cuộc sống mà mình đang sống ở đây, hay nó thấp hơn, thì các nhà khoa học, vì là nhà khoa học mà, họ nhớ tôi chỉ biết là nó có vậy thôi, chứ không biết chỗ nó như thế nào. Tôi phải chờ thêm cả phải nghiên cứu nữa. Đấy. Nhưng không ai dám chết để tự mình thực nghiệm. Đấy, tại vì trải nghiệm mà, bạn phải trải nghiệm chứ. Không phải chủ thể, bạn nhà khoa học phải tự chết rồi vô đó được coi cái bên kia rồi ghi chép coi như sao. Và vẫn chưa có cách nào để đưa người trở về. Nếu bạn coi bộ phim mà Flatliners á, bộ phim Flatliners rất là hay các bạn, vẫn làm cho nó hay nên nó được làm tới hai bản, bản mới và bản cũ. Ở này đây là một từ y học là flatline, là cái đường nó chạy thẳng. Ok, nó gắn vào theo
theo quan điểm của y học các bạn, cái chết lâm sàng được coi là được xác nhận là chết khi hoạt động não ngừng lại. Thì cái đường nó chạy thẳng mà nó chạy, bạn thấy bạn có trong mấy cái bộ phim, tôi coi trong phim á, cái đường xanh xanh á, chạy thẳng cái là mình biết thằng đó đai rồi. Còn nó vẫn còn nhấp nháy là cái hoạt động nó vẫn còn tiếp tục, các cái sóng não vẫn còn hoạt động, cái hoạt động của đấy nó còn thấy nó chạy một lần. Thì Flatliners là những người chết thử. Bộ phim rất là hấp dẫn các bạn, đấy cái một người mà sáng tạo rất hay là cái một cô sinh viên muốn biết là chết là như thế nào. Ok, thì tâm tập họp mấy bạn thân lại là làm cho chích thứ cô ta ngừng tim chết. Thì cô ta đi qua thế giới bên kia, nhưng mà chỉ trong vòng mấy phút thôi, trong vòng bao nhiêu phút đó, để cho não nó không bị chết não đó, thì phải chích thuốc cho cô ta sống trở lại. Đây là một bộ phim sử dụng đề tài rất là hay, tức là cái nhân vật chính đó đi qua thế giới bên kia và thấy những chuyện rất là kinh hoàng. Rồi đương nhiên là nó hấp dẫn, nó Hollywood mà nó làm thêm những cảnh hấp dẫn khác, nhưng mà một vài sự kiện đây thì nó đúng các bạn, nó nói lên một cái vấn đề là khẳng định của cái nhà nghiên cứu của tại Virginia, đại học Virginia, đó là cuộc sống nó vẫn tiếp tục, chỉ có điều là cái cuộc sống như thế nào thì chịu, chưa ai làm thử kiểu này, và chưa có nhà khoa học nào dám hy sinh mạng sống kiểu này, rủi đi luôn sao, không sao đi luôn qua đó. Và cái thằng kia nó trễ bằng máy móc, thì trong bộ phim có làm á, trễ rồi pin đang chạy, pin hư cúp điện, pin sao rồi đang làm nói cúp điện á, rồi mình xài gì đó, rồi làm sao mà đưa cái người kia quay trở lại đây. Tại như mà chúng ta biết là 8 phút mà nếu có sống lại thì bạn cũng bị liệt não luôn, cũng không có làm gì được, cũng thành đời sống thực vật mà thôi đó. Cho nên là cái này nó đòi hỏi, thì tôi nghĩ rằng cái này có lẽ là trong tương lai có thể thực hiện được, nhưng tới hiện nay cái điều mà ta duy nhất được biết đó là theo sự khẳng định có nhà khoa học tại cái trường đại học Virginia, đó là có tồn tại một cuộc sống sau khi chết, nhưng mà bản chất cuộc sống đó như thế nào thì họ không thể biết được và chưa thể biết. Okay. Bây giờ chúng ta nói một chút về cái đề tài triết học về cuộc sống là như thế nào. Trước hết là tôi nói sơ qua để chúng ta hiểu cái này chút xíu, là đây là một cái ngành chuyên ngành đàng hoàng, một cái chuyên ngành và triết học về cái chết đó, là khảo sát một cách toàn diện, comprehensive examination về những vấn đề có liên quan tới cái chết trong sinh học, trong giá trị học đó, và đạo đức chuẩn mực của vị hành vi đó. Như là coi đặt ra là chết là gì và sống là gì. Đương nhiên là đối với người bình thường như chúng ta thì câu hỏi này quá ngớ ngẩn và quá dễ trả lời. Okay. Sống đó là chúng ta đang sống. Okay. Và chết là mình kết thúc cái cuộc sống đó. Đó là một câu hỏi đối với cái người mà mình người bình thường như chúng ta thì chúng ta đều suy nghĩ cái đó, câu hỏi nó quá dễ dàng. Nhưng đối với triết gia thì như chúng ta đã biết là không có gì dễ dàng đối với họ. Họ cái gì họ phải suy tư là những dấu hiệu của cuộc sống là như thế nào. Cách đây một vài năm gì đó, hình như là trước cái thời Covid đó, có trường hợp một người phụ nữ Sheila, một người phụ nữ này đã có gia đình và do một tai nạn giao thông thì cô ấy biến thành người thực vật để sống bằng hút bằng ống trợ thở, cái hệ thống gọi là life supporting system mà tiểu bang phải đài họ chuyện đó theo hợp đồng bảo hiểm, thì phải bản thân người thực vật thì phải cấm ống thở và vô và bạn tiếp tục duy trì cuộc sống động vật của các bạn. Thì một năm nó tốn khoảng 120.000 đô cái tiền mà duy trì cuộc sống, cái chi phí để duy trì cuộc sống của một người như vậy là 120.000 đô, gấp đôi lương của một giáo sư đại học. Lương giáo sư học chỉ có 60.000 thôi. Okay. Thì khoảng mấy năm sau đó thì cái người chồng nó đệ đơn yêu cầu phải rút ống thở của vợ của ông ta. Lý do ta đưa ra là hoàn toàn hợp lý, tại nếu bà vợ không chết thì ông ta không thể kết hôn tiếp được theo luật của Mỹ. Nếu bạn không ly hôn thì bạn không thể kết hôn. Luật pháp đôi khi nó cũng rất là rườm rà vậy. Nhưng bà này là bà Thành cũng phải đang nằm đó rồi, làm sao bà ký đơn được. Ok. Nên chỉ có duy nhất là phải rút ông, bà phải chết thì tôi mới đi lấy vợ tiếp được. Ok. Thì bà mẹ ruột cô này đã khẳng định cô này vẫn còn sống. Bà mẹ là làm đơn đưa lên trên thống đốc bang, yêu cầu không được rút ống thở, không được nghe lời cái thằng rể khốn nạn này.
tại vì con tôi còn sống. Nói sao bà biết? Nói tôi nhìn vô mặt nó tôi biết mà. Mỗi lần đó, nó con gái tôi nó nhìn tôi nó khóc. Rồi tôi vô tôi chạy tóc cho nó, tôi cắt móng tay cho nó, tôi cắt tóc cho nó. Nó nhìn tôi, nó nhận ra tôi. Okay, rất có thể đó là bản năng đó bà. Đó là bản năng động vật của bà. Okay, giống như con mèo con gì đó, nó nhận ra chủ của nó chẳng hạn, đó là một cái bản năng gì đó bình thường. Thì bà ta nói là với việc mà cái con gái tôi còn sống tôi không được quyền đốt ống thở, các bạn phạm tội sát nhân theo luật của tiểu bang, nên bác sĩ cũng không dám đụng vào. Mà bác sĩ nói đúng, bà mẹ nói đúng, tại vì không có vấn đề đốt ống thở được, không phải là giết người. Ok, chịu khó chờ đi. Ok, nó tôi chờ tới bao giờ, chồng nó chờ tới bao giờ đấy, và nó có thành cái cũ nằm như thế này rồi tôi bị ở quá suốt đời hay sao? Tại cái cô kia của nó, nếu anh không kết hôn là bà biết bên Mỹ lại rất nghiêm túc nha, hơn Việt Nam nhiều về cái chuyện kết hôn nha. Bạn đừng có tưởng nước Mỹ là nó ảnh hưởng đầu tiên lành, mà đừng nước Mỹ là cái nơi muốn sống sao sống nha. Bên Mỹ nghiêm túc hơn Việt Nam nhiều về cái chuyện đó. Nên trung bình người Mỹ các bạn, hơn phân nửa dân số Mỹ là ly hôn, một người ít nhất phải trong đầu đời họ là phải hai lần cưới vợ. Là người đàn bà Mỹ rất nghiêm túc. Theo kiểu đến mà đến tán tỉnh họ nghe là hết hai yêu đương ok rồi đó, là đặt vấn đề ngay. Mình coi giống mấy bộ phim sến sổng, có thấy cái cảnh mà mua đồ đến quỳ quỳ gối xuống đưa nhẫn lên đó bạn. Là chuyện đó đó, bạn không có phải như là Việt Nam là phụ nữ Việt Nam mà rất là yêu thương mà tha thứ dữ lắm. Chứ còn không có đụng chút mà đòi lấy như kiểu Mỹ là đụng vô là đâu dẫn ra làm lễ kết hôn. Mà họ biết rằng cho dù là kết hôn đó và sau này có thể bị ly hôn, tốn rất nhiều, tốn kém kinh khủng lắm, đúng rồi, muốn bán tán gia bài sản về cái vụ ly hôn đó họ vẫn lấy. Nên tôi mới nói các bạn người Mỹ có những khía cạnh họ rất là nghiêm túc nha, chứ họ không có phải là mình tưởng họ bề ngoài con dễ dàng vậy đâu. Họ yêu thương người nào đó là họ đề nghị kết hôn, bạn người kia cũng vậy, để thể hiện cái sự chân thành của mình là ok, là hai người bị dắt đây làm giấy rồi đăng ký đàng hoàng, mặc dù gì thì có năm sau là bỏ nhau, tốn kém rất là nhiều, nhưng họ vẫn chấp nhận điều đó, họ cho điều là nghiêm túc. Cho nên ông chồng này cũng là đúng, đối quan điểm Việt Nam là ông chồng quá dã man. Việt Nam mình đa số là sống tình cảm nhiều hơn là vấn đề lý trí, không nào nó như vậy là trời, chồng vợ con mà nó đã nằm như vậy rồi mình nỡ nào mà đi rút ống thở thì giống như giết nó vậy đó. Nó nằm liền nó rút. Như tôi vừa kể trường hợp người bạn tôi vậy mà. Mặc dù không, chúng ta biết rằng bố mẹ chúng ta chết sớm là tốt cho họ, nhưng không ai dám làm hết. Ok, thì chính thằng bạn tôi kể đó, mẹ lên cơn rồi có phải là bất quả hai ba sáng là phải chở vô bệnh viện làm đủ mọi thứ để cho cứu cho bằng được, lại trở về lại sống thực vật tiếp. Ok, bởi vì đó là bố mẹ chúng ta, ta không thể bỏ mặc được. Mặc dù mình biết nếu bà chết thì tốt cho bà, tốt cho cả gia đình, nhưng không ai suy nghĩ như vậy hết, bà hiểu không? Nếu mà bị suy nghĩ như vậy là bà bị coi là thằng vô đạo đức trong cái nền văn hóa Việt Nam này. Ok, mẹ mình còn thở là phải cứu thôi, chứ không phải nói được bà chết là tốt cho bà, rất là vui vậy. Ok, thấy rồi, cũng la hét rồi nửa đêm nữa rồi kêu cấp cứu rồi. Mặc dù bà là 89 tuổi rồi nhưng phải đẩy vô làm được mọi cách là bác sĩ cũng phải cứu bằng được, rồi lại trở về nhà chờ tiếp như là sống trong cái bom nổ chậm vậy đó. Thì đó là chính cái người bạn thân của tôi kể mà tôi hoàn toàn thông cảm, là đúng như vậy, nó như bom cũng như mà mẹ mình phải cứu chứ sao giờ. Qua xong thì trở về nhà lại nằm đó. Tại là cái hôm mà tôi đến, anh ta vui là vậy đó, vui mà kiểu nhẹ nhõm đó là hiện ra mặt luôn á, là vậy. Nó không phải là anh ta là người xấu các bạn, như ông chồng đúng không ạ? Là người xấu, nhưng bây giờ là hoàn cảnh mình sao? Cái luật nó quy định vậy rồi. Thì bạn biết trước cái bệnh viện của cô nàng đó là chia làm hai phe biểu tình, Việt Mỹ mà cũng chung là biểu tình mà. Một bên thì hò reo lên là không được rút ống thở. Một bên thì bảo vệ cho người chồng, nói là không rút là cái người sao phải bảo vệ cho ta chứ. Bên nước Mỹ hiện nay có hàng trăm người bị như vậy rồi mấy người kia phải chịu đựng cái pháp lý như vậy hay sao? Và biết cuối cùng tổng thống George Bush, ông Bush hãy ký quyết định, ông ta có quyền, tổng thống Mỹ có quyền, đặc biệt là liên quan tới sự sống và cái chết người khác, ông ta có quyền bãi bỏ và tha tội cho bất kỳ ai. Bạn phạm tội cỡ nào mà nếu được tổng thống tha tội là bạn được miễn tội. Ok, nên ông ta nói rút ống thở. Thì bạn biết cái lúc đó là trời, những người nó làm bệnh viện là báo chí rồi truyền hình khắp thế giới đăng về cái vụ đó, mà tức là cảnh sát và hộ tống quân cảnh rồi đến nó mới làm được đó, chứ còn dân cản đứng nó dân hàng không có thể vào được trong bệnh viện luôn, phải có quân đội áp lực đẩy ra kéo đẩm ra để mà vô rút ống thở của cô gái kia. Là thì cô gái ấy mới gọi là chết. Ok, thì lúc đó cách bạn biết là trước vụ đó tôi kể tóm tắt thôi, mà
là họ mời là những chuyên gia về những giáo sư triết học hàng đầu, những nhà bác sĩ, nhà sĩ đủ mọi thứ lại thảo luận cái câu mà tôi vừa ghi in bản rồi. Mày chết là gì? Ok, thì đây là kết luận của các nhà triết học. Kết luận các nhà triết học cho rằng là một khi chúng ta không còn ý thức nữa là chết. Tức là các nhà triết học phần lớn đồng ý về cái vấn đề tại sống mà không còn ý thức là mình đang sống thì không còn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên các bạn, vì các triết gia luôn luôn nhấn mạnh vai trò của ý thức. Không có ý thức làm sao tư duy, tập ý thức là chúng ta đang tồn tại, và ý thức là chúng ta đang đặt những câu hỏi về sự tồn tại đó, ý nghĩa cuộc sống. Như vậy một người không còn biết cái điều đó thì coi như đã chết rồi. Còn các nhà y học luôn luôn khẳng định rằng cái chết phải là cái chết lâm sàng, tức là tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, okay, thì mới gọi là chết. Đó là quan điểm y học rất đơn giản. Còn những nhà triết gia thì họ cho rằng là ý thức mình đã chết, nên thậm chí theo quan điểm triết học, các bạn nhiều người đang sống sờ sờ vẫn coi là chết nếu họ không ý thức về cuộc sống của họ. Nếu bạn không ý thức được, và đó là quan điểm của Heidegger, nếu bạn không ý thức là bạn là người đang chết, bạn đang là một hữu thể đang tiến về sự chết. Một con người thật sự sống mà sống một cách trung thực phải hiểu rằng mình là một sinh thể hữu tử, trước sau mình cũng phải chết, và các bạn phải suy nghĩ về cái chết của mình một cách thật sự nghiêm túc. Đó là quan điểm của triết gia. Tại vì đối với quan điểm triết gia thì phần lớn chúng ta nếu mình không có suy nghĩ, mình không có ý thức gì mình đang sống, mà mình đang sống để mà trôi dạt giống như là lục bình trôi trong cuộc đời này đó, thì có lẽ là mình nên chết đi thì tốt hơn. Okay. Vì mình cũng không khác gì một cái thay chết trôi trong cuộc sống này, mình là những dạng zombie đi lại cuộc sống này, tại mình không có ý thức. Mình là ai? Trách nhiệm của mình là gì cuộc đời này? Mình phải làm gì? Mình sẽ đi thêm được cái hoạt động. Cho nên đó là những cái vấn đề này bạn có thể tìm trên mạng được. Ok, ví dụ như là có cái chết có thật sự nó có sự xấu không? Can death be bad for cái người mà chết? Ok, thì câu hỏi này nó cũng rất là rắc rối các bạn. Nó liên quan đến nhiều cái giả định rằng là nếu chúng ta cho rằng như là kết luận của các nhà nghiên cứu tại đại học mà Virginia đó, là có một cuộc sống kế tiếp sau khi mình chết, đời sống này mình đi qua một cuộc sống khác đó, thì liệu rằng là cái chết là một điều tốt đẹp hay là một điều xấu xa? Cũng Trang Tử, một triết gia Trung Quốc đó, đề cập cái đề tài này từ lâu rồi các bạn. Trang Tử nói một câu rất là hay rằng là cái chết không có gì đáng buồn hết. Nên khi vợ ông ta chết, ông ngồi gõ bồn ca. Vợ ông ta chết á, vợ của Trang Tử chết thì ông ta ngồi gõ bồn hát hò vui vẻ lắm, không có gì buồn khổ hết. Thì Huệ Thi cũng là một triết gia, là bạn thân của chúng ta, đi qua nhìn thấy vậy thì mới trách. Nói vợ chồng sống năm còn cái nghĩa, cái tình, sao vợ chết anh ngồi anh vui vẻ, anh gõ bồn hát là sao vậy? Giống như kiểu bây giờ mình ngồi hát karaoke vậy. Thì Trang Tử nói tại sao nó phải buồn? Cái đi vào cuộc sống này là ta đi vào bao nhiêu như cái rắc rối à, và chết là trở về với cái toàn thể. Chết là một sự giải thoát trở về với toàn thể, mà tôi không còn những cái ràng buộc của cuộc sống này nữa. Vậy tại sao phải buồn? Tôi hỏi anh tại sao buồn? Thì Huệ Thi cũng không trả lời được. Tại đó là hai đại triết gia mà. Cái lý do bằng vui mà. Người nói là tại mình phải vui mà. Tại vợ mình, người thân của mình đã thoát khỏi một cuộc sống đầy khổ nhọc ở trên thế gian này rồi. Hồi còn sống bà có gì là vui đâu. Thì giờ chết là một sự giải thoát đối với bà chứ. Đấy. Còn hồi chết bà là, còn hồi còn sống bà là một hoàng hậu, một công chúa, người hầu kẻ hạ, lên voi xuống ngựa, với mọi thứ của nó sung sướng, thì chết là một điều đau khổ. Còn đây là cô ta, vợ tôi sống rất là cực khổ cuộc sống này, thì như vậy chết là một sự giải thoát cho bà chứ. Cái luận điệu này đã từ lâu đã có các bạn, từ thời của Trang Tử mà, thì thứ năm trước công nguyên đã có rồi. Thì câu hỏi của các gia đặt ra ngày nay cũng cái dạng đó các bạn. Thì cô ta để minh họa cho chuyện đó thì Trang Tử kể một câu chuyện như sau. Có một cô gái trẻ trước khi về nhà chồng khóc rất là dữ dội, nó con không muốn đi lấy chồng đâu, không muốn đi lấy chồng đâu. Thì bà mẹ nói an ủi được, cuối cùng cô ta cũng phải đi lấy chồng thôi. Nhưng khi quên nhà chồng thì cuộc sống rất là hạnh phúc, được chồng yêu thương rồi chăm sóc, thì cô ta nói biết vậy lấy chồng sớm hơn, biết sống sướng vậy đó thì cô lấy chồng sướng hơn các bạn. Thì Trang Tử muốn ví dụ rằng đó, chúng ta đã chết đâu mà biết
biết đâu khi đi qua cái cảnh giới đó mình thấy là hạnh phúc thật hơn cái cuộc sống này nhiều thì sao? Giống như những kinh nghiệm cận tử mà trường học Virginia đã phân tích các bạn, biết đâu mình qua đó mình đến đó mình gặp những người thân yêu của con người đó, ở trên cái hoàn cảnh họ đó, mình thấy là mình phải nói à thiên đường hay thật. Ok, có một bộ phim là Thiên đường có thật các bạn, Heaven Was For Real, nói về một đứa bé mà 4 tuổi đã được lên thiên đường. Ok, và đối với bố của nó đã chết rồi. Đó là một câu chuyện có thật rất là xúc động, các bạn xem một cái bộ phim kinh điển rất là hay dựa trên sự kiện có thật. Đứa bé này 4 tuổi mà và nó đã chết, nó lên cơn sốt não và bị chết. Người cha đó là một người rất là tin đạo, theo đạo Tin Lành, và ông ta đã nguyền rủa, ông chạy qua phòng cạnh đó, ông chửi bới giống như là con tôi có tội gì mà Chúa sao nó nỡ cướp nó đi khỏi tay tôi, tôi không còn tin vào Chúa nữa, tôi không còn tin Chúa nữa. Ông ta gào thét lên, nói những lời thống mạ, chửi bới, và nói chung là dùng tiếng Đan Mạch khá nhiều. Thì lúc ta quay lại, đứa con đã sống lại. Ok, thì nó đã kể rằng nó đã gặp một người như vậy, và nó nói nó gặp được Thiên Chúa. Thì bố nó hỏi Thiên Chúa mặt mũi như thế nào, thì nó ông ta mới chỉ hình Chúa Giêsu á, trong phòng á, phải giống vậy không? Thằng nhỏ lắc đầu, nó không phải, cái người đến gặp con không phải ông này. Khi ông này đưa tới cái bức tranh của cô gái này mà 8 tuổi, Akiene, cô bé này không hề học vẽ, khoảng 8 tuổi tự vẽ hình của Thiên Chúa gọi là Hoàng tử Hòa Bình, The Prince of Peace, bản thể ta lên mạng. Bức tranh hiện nay có giá trị 1.500.000 đô la. Hoàng tử của Hòa Bình, The Prince of Peace. Thì cô bé này vẽ hình, không hề học vẽ ngày nào nha, vẽ ra toàn bộ hình của gương mặt của Chúa Giêsu. Ok, thì giống như một người Palestine, hơi giống khủng bố mà. Thì mọi người đến nói, bố mẹ của ta nói là con ai chỉ con vẽ và cái vẽ này ở đâu ra? Nói thì Chúa chỉ con, Chúa nói là mặt tao vậy đó, mày vẽ y chang vậy. Ok, thì cái nhân vật này cực kỳ quá nổi tiếng. Thì cái hai vợ chồng này là mới lấy cái bức ảnh trên tải trên mạng xuống đưa cho đứa con xem, đứa con nói gì? Yeah that is him, it's him. Thì đứa thằng bé 4 tuổi xác nhận là gương mặt Chúa giống như vậy. Đó là những sự kiện rất là trùng hợp các bạn, và họ làm luôn một bộ phim về đề tài luôn là Heaven is for Real, là thiên đường có thật. Thì một ngày kia các bạn, nhiều năm sau người cha rất là trở thành mục sư nổi tiếng luôn, giảng rồi kia rất là hăng say, nhưng trong thâm tâm ta vẫn hối hận là những lời lẽ mình xúc phạm tới Thiên Chúa như vậy. Thì một ngày kia đứa bé là 7-8 tuổi đi học rồi, nó mới quay lại nói bố nói rằng là tại sao con thấy bố cầu nguyện suốt ngày, nhưng có một ngày kia bố đã dùng lời lẽ rất nặng nề để nói về Thiên Chúa. Thì cái người cha mới phủ nhận điều đó, nó không hề, bố không giờ có lời là nó không, lúc con nằm ở phòng bệnh lạnh con nghe rất là rõ ràng, con nghe là bố đã mắng chửi Thiên Chúa, dùng lời lẽ rất nặng nề, để con nghe rất là rõ. Thì chuyện nó xảy ra cách đó mấy năm, thì ông này ông cho rằng là cái đứa bé đã nhắc nhở ông, lúc đó đứa bé đã sống lại rồi. Ok, và nó đi qua đúng bên cạnh ông và nó đã nghe được những lời nói đó. Thì những câu chuyện này đối với giới khoa học thì là những chuyện tâm linh rẻ tiền. Okay. Họ cho rằng là cái đám Hollywood nó cấu kết với nhau, ba cái thằng viết sách đó cấu kết nhau đẻ ra đống này. Okay. Nên tôi nói cái gì tôi phải nói có qua có lại, chứ không phải là tôi không có tuyên truyền cho mấy cái vụ đó. Ok, tôi chỉ kể các bạn nghe là có những câu chuyện như vậy. Nhưng mà nếu đứng từ góc độ khoa học thì đương nhiên là họ phủ nhận tất cả. Họ nói là đó chưa kể góc độ kinh tế các bạn. Tại vì sách tâm linh á, nếu bạn vô sách tâm linh á và vô tiệm sách á, ngược với những điều mà các bạn nghĩ về nước Mỹ là một đất nước duy vật rồi chỉ biết ăn chơi sa đọa, sai lầm các bạn. Sách tâm linh là sách nhiều nhất. Nếu bạn đi vô á, đi vào trong một cái tiệm sách, bất cứ tiệm sách nào nha, thì bạn hỏi anh tìm sách gì, nói sách tâm linh nữa, ok mời vô đây luôn. Nó làm một cái nhà riêng luôn, mà tưởng tượng là nhiều nhất trong đó mà biết loại sách đó là bà con biết tưởng tượng coi là cái dân Mỹ các bạn. Nếu mà bạn tạm dùng cái chữ mê tín á, nó phải mê tín gấp 10 lần Việt Nam. Nếu bạn ở nhà Việt Nam mà nó mấy người đốt vàng mã hay là cúng kiến đồ ở ngoài thì cái bạn nhìn mà nó
Bạn tưởng nước Mỹ là một nước là khoa học hàng đầu thế giới, là chế ra hỏa tiễn rồi bom hạt nhân, bạn hoàn toàn là lầm. Nếu bạn thấy người Mỹ là mê tín còn khủng khiếp hơn hơn ai hết. Có ông linh, những ông linh mục, ông ấy ổng là thượng chúa này mà thiên làm mà dân vẫn lại. Còn những giáo sư thần học giảng bài đàng hoàng, bạn không ai mang để nghe. Còn những ông đó các bạn, ông nói chuyện toàn tào lao không, nhưng mà bạn tưởng tượng coi, mỗi lần ông mở ra 10.000 người đến. Bạn là siêu sao điện ảnh cũng chưa chắc được như mấy ông mục sư bên Mỹ. Ông nói tôi đang cần một chiếc máy bay để đi lại giảng bài cho dễ dàng, các bạn có giúp tôi không? Có 15 phút sau ông có 65 triệu đô la để mua chuyên cơ riêng. 65 triệu đô la trong vòng có 15 phút để giúp cho thầy đi tới đua, thầy là thánh nhân đi tới đua giảng bài cho tụi con. Ông tưởng tượng coi không nào, bạn lên mạng mà coi nè, cuộc sống giàu tới mức độ khùng điên của các mega rich pastor, là những ông mục sư siêu giàu. Ông siêu giàu đến mức độ phóng viên mà nó chặn đầu ông này lại. Có ông rất nổi tiếng là ông này, bạn lên coi ông này mặt nhìn thấy giống như Satan hơn người Chúa. Đây là nổi tiếng nhất ông này, giàu nhất luôn. Cái biệt thự của ông là 16 triệu đô la, có máy bay riêng thôi, di chuyển bằng xe mẹt này kia mọi thứ. Thì hôm đó có một cô phóng viên của canh, canh trước cái biệt thự của ông này đó, cô chặn đầu. Cái đó cô đang chặn đầu lại, cô nói là anh, ông thường thuyết giảng về cuộc sống nghèo đó, cái thể xác mình mà nó nghèo á thì mình gần Chúa hơn á, sao ông đi máy bay riêng? Cái thằng kia ông kia trả lời hay lắm các bạn. It is none of your fucking business. Nói tiếng Đan Mạch luôn. It's none of your fucking business. Và ông nói mà ông nhìn thẳng vào mặt cô này nè, tại cái máy truyền hình đang để ngay trước mặt nên mà nhìn rất rõ cái bản mặt ra này. Không tưởng tượng nổi một mục sư mà trả lời cô phóng viên lấy mày cô canh mãi để bắt được bằng chứng mà quay phim không này lên chuẩn bị đi xe mẹt để ra tại khi cơ riêng để gần đó thì có xe để chuyển á, xe trung chuyển để chở ra cái bay. Thì cô phóng viên cô nhào tới, một mặt đưa máy ghi hình, đúng là phải đi hai người mà, một người cầm micro đưa này kia. Là ông nghĩ sao về cuộc sống xa hoa luxury, you know, anh đang sống đi máy bay này kia. Okay, ông nhìn thẳng vào mặt. It's none of your fucking business. Okay. Cô kia ghi luôn nguyên câu luôn. Chắc anh này sập tiệm gì câu đó. Thế mọi người mới tẩy chay, ông nói là mới phát hiện tại vì phóng viên ở bên Mỹ nó cũng ghê gớm lắm, nó theo tới tận nơi luôn mà. Thế hôm nay ông giảng về cuộc sống rồi theo rồi vác thánh giá đi theo Giê-xu gì đâu mà. Anh đâu vác thánh giá mà còn đi máy bay chuyên cơ riêng nữa, quá trời luôn. Nó đi chụp hình quay phim đưa lên. Mày hiểu không? Cho nên á, ngược lại với cái người ta suy nghĩ bình thường các bạn, ở bên Mỹ các bạn, bạn sống nghề tâm linh mới làm tiền. Các bạn giảng đạo rồi cuộc sống mai sau rồi linh hồn bất tử đi gặp Chúa rồi nghe bạn nhờ nhà văn nó thiết kế giùm bạn câu chuyện hay hay lúc là ăn tiền đó. Miễn là bạn có một số bằng chứng nhất định. Như là bạn có từng bị tai nạn thật chẳng hạn vậy đó. Rồi có những cái chuyện mà khả năng chữa lành cái healing các bạn. Bạn biết là còn hơn cả cái ông gì mà ở Việt Nam mà võ truyền điện hay cái gì, tôi cho Huỳnh Huỳnh vậy đó. Huỳnh Huỳnh võ truyền điện đó, là siêu biệt. Bên Mỹ cha này cũng lại hạt cát sao mà. Bên Mỹ nó còn siêu biệt mà, phải là ông này chắc có đi học đâu, thầy bên Mỹ gì đó mà học không tới nơi tới chốn thôi. Vì nó còn làm hay hơn nhiều. Hay hơn rất nhiều các bạn, dù bạn bị liệt đi. Để xe lăn tới, bộ bà cụ, 8 tuổi để xe lăn tới. Cảm đi qua đi lại, ông nói, Thiên Chúa giúp đỡ con. Đứng dậy, cái bà kia đứng bắt vậy luôn, đứng ngồi lão đạo. Ông làm hay lắm, bạn tưởng tượng người ta mới đưa tiền chứ đâu phải là bạn tưởng tượng đâu. Mấy đó là siêu biệt đó, là nó làm rất là hay các bạn. Rồi võ truyền điện là có bên đó hết. Rồi mấy hỏi mấy người lần, mấy người nói ví dụ như là bạn đến, bạn bị điếc đúng không? Bạn bị điếc, dạ. Con gái của con từ nhỏ sinh ra bị điếc. Ông lấy tay ông ấn là ông đẩy một cái cô này té ngửa ra một cái, té ngửa sau. Ông kêu, ông nói là thế nào bị trái ngửa là hai người thân nhân đứng bên cạnh để đỡ con này dậy. Thì té bật ngửa nha, hai người mới đỡ dậy, hết điện. Vậy nghe, nghe thầy nói con nghe chưa? Oh, yes, yes, oh, có ta đi qua đi lại mừng quá nghe này kia. Thì đối với cái dân mình, mấy người mà hoài nghi mà đó, mấy này là mấy người cấu kết nhau hết, làm gì mà biết đâu, mấy chục năm rồi. Xô con cái, nghe được luôn. Thì đương nhiên là như vậy, nhưng cái cách làm thế nào người ta không được biết là hiểu nè. Hay là hay chỗ đó. Tức là từ điếc tới câm ngọng lát rồi kia, rồi cái là lên đẩy cái là té ngửa ra cái là tỉnh dậy là biết là người thì là phục hồi khả năng nói nếu bị câm, người thì biết y như là nên họ nói họ là Thiên Chúa mà
nói trong Kinh Thánh là Chúa cứu thì ta có khác gì đâu, tôi có khác gì đâu. Cái thậm chí là có câu lạc bộ của mấy cái tên mục sư đối với nhau nữa để mà trao đổi kinh nghiệm. Mà hướng đường tới cái mức độ ở Mỹ cái chuyện gì có thể xảy ra được. Nhưng mà nếu riêng cái chuyện mình, nếu mình gọi đó là mê tín nha, tức là niềm tin, định nghĩa là mê tín là niềm tin sai lầm đó. Đó thì dân Mỹ là số 1 thế giới luôn, chứ đừng nói tới Việt Nam, đừng nắm là cái gì hết đó. Các bạn tưởng tượng một cái người có thể nói là Chúa đang cần tiền. Là thử hỏi mà Chúa làm cái gì mà cần tiền. Mà tôi đang ngồi giảng bài mà vẫn hotline gọi tới, ta để một điện thoại bàn để sẵn đó, ta cầm lên. Hai đó. How are you doing? What? 2 million bucks? Oh yeah. Oh, okay. Okay. Chúa đang kẹt tiền. 2 triệu. Can you help him? Can you help him? Yes, sir. Rồi, nữ sao có 2 triệu đâu? Mà đương nhiên là người nhận không phải Chúa rồi. Không lẽ gửi FedEx xin đó. Bằng cách nào? Tại sao một cái người dân tộc như vậy mà họ là một cái dân tộc có một siêu cường thế giới mà họ có thể họ mê tín tới cái mức độ, tôi gọi đó là mê tín là vậy đó. Tôi không nghĩ đó là một cái niềm tin gì đứng đắn. Nếu bạn có niềm tin vào Chúa, bạn không thể nghĩ rằng là Chúa có thể mà cần 2 triệu mà tại sao 2 triệu mà không phải 3 triệu hoặc 1 triệu? Thì cần gì cho nó? Không lẽ ngày mua đất cho nó? Kiểu nào? Đương nhiên tôi phải nói thêm là có những người Mỹ rất trung thực và những người chuyên gia đi đánh cái đám đó nữa. Nó canh, nó lôi, nó bằng chứng, nó cũng đi đánh, nó vạch trần những cái sự giả dối những con người đó, nên chúng ta mới biết được những chuyện như vậy. Nghĩa là nó cũng có, ý tưởng là hai phe chứ không phải là một phe hai cái vậy. Nhưng cái số lượng nó rất đông các bạn. Bạn tưởng tượng coi là một cái lần nói chuyện của họ mà 10.000 đến xem, mỗi nghe là bạn biết là mỗi người chỉ cần đưa ra là $1 là họ đủ số tiền đó, biết bao nhiêu rồi. Nhưng mà những người chuyên gia, những người mà chân chính á, mà giảng bài thật sự là Kinh Thánh có nghĩa là như vậy. Cái ý nghĩa của như vậy á, thì không ai đến nghe hết. Họ chiếu luôn mà, những cái nhà thờ trống rỗng không ai đến nghe hết. Nhưng mà nói những cái chuyện mà chữa hay cái kiểu như vậy đó, giải quyết những vấn đề về tài chính cho họ. Ví dụ cuốn sách gần đây nhất mới được dịch ra các bạn, Sức Mạnh Của Tiềm Thức. Nó cũng sẽ cũng rất là nhảm nhí mà rất nhiều người mua đọc. Ok. Rồi bạn muốn giàu không? Rất dễ, cần tụng 2 chữ giàu với lại thành công, well và success trước khi ngủ nha. Mọi người để ngủ mà mở nhạc thiền á, nghe lên cơ lơ mơ bắt đầu giàu như vậy đó. Dân khùng như vậy sáng bạn giàu. Nói gì mà không biết sao người ta mua bán hàng triệu bản, đi mua đồ này đi diễn thuyết khắp nơi thành công vô cùng luôn. Ông tên là Joseph Murray đó. Mà hỏi ông làm cái gì không biết, là không phải học y, không phải bác sĩ, cũng không phải là giáo sư, không phải là cái nghề ngỗng vậy đó, mà viết cuốn sách mà nổi tiếng thế giới luôn là Sức Mạnh, The Power of the Unconscious, Sức Mạnh Của Tiềm Thức. Ông ta nói muốn giàu mà không cần làm cái gì hết á, trước khi ngủ nhớ tụng câu đó, giàu nhìn là sản giàu, cái giàu tự tìm đến, dễ như vậy đó. Tại vì là đứng tối cao muốn tất cả mọi người được giàu, nhưng tại sao mọi người không biết cách? Ok, làm việc cực khổ làm cái gì? Cứ ngồi tụng chữ giàu là giàu. Tôi không có nghĩ cái lý thuyết nào nó dễ dàng, nó đơn giản tới mức độ vậy. Nhưng mà Việt Nam giờ đang bị ảnh hưởng chuyện đó các bạn. Chúng ta làm cái gì cũng muốn shortcut, muốn đường tắt không à, cứ muồn tặng muốn đi tắt đón đầu. Ok, mà đón đầu gặp cái đầu gì thì mình không biết được cái đó đầu gì. Nhưng mà thích lắm thì mình bước lên đi tắt đón đầu. Mình thích nhất là gì? Học là có trọng tâm, đúng không? Học thầy cho em mấy câu hỏi trọng tâm. Vậy học làm gì nữa? Mình học nếu vì sự hiểu biết, không phải vì thi cử nên mình cần trọng tâm làm gì. Nhưng mà đó là cái văn hóa nói chung, hiểu không? Gần như là tôi càng nhìn ra thế giới thấy càng giống Việt Nam. Đó, chỗ đó các bạn ở đâu có mấy chuyện đó cũng tóm tắt rồi học dùm đó này kia. Cái chẳng hạn bây giờ bạn mà tập mà giảm cân cũng được tập dùm đó. Tức là mua máy tập dùm bạn làm luôn, bạn khỏi cần lắc, đây nó máy lắc dùm cho bạn luôn. Rõ ràng là đi đường tắt các bạn, không phải khổ công. Đâu không phải ngồi cử tạ khiên tạ tập cơ bụng đau thì không có, gắn cái máy vô nó rung mà bạn bụng bạn đau thì chang vậy á. Ok, tức là bạn biết một cái gì đó nó làm cho con người chúng ta nó thay đổi hoàn toàn những cái giá trị và mục đích trong cuộc sống. Trong khi cái nỗ lực của việc đó mà không đơn thuần là mang lại cho bạn một hình thể đẹp, mà cái nỗ lực nó làm cho bạn có ý chí, bạn biết rằng những việc khó khăn cần phải có sự lao động, phải cần phải bỏ công sức đổ mồ hôi ra. Và như những cái câu nói hồi xưa mấy người đi lính biết các bạn đó, xa trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Tôi nhớ hồi xưa mà
mấy người đi lính ở ở cái Quang Trung nó có một cái câu á, khẩu hiệu luôn á, là xa trường là cái nơi tập á, xa bãi cát á, phải tập cái tuần lễ quấn nhục cho các tân binh các bạn, là xa trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Thì thấy câu đó hay hay, tôi nhớ tới bây giờ luôn á, là khi bạn bạn tập như vậy á, bạn đổ mồ hôi như vậy mới biết cái giá trị của việc tập luyện, bạn thấy cái sức khỏe bạn là cần thiết. Nếu bạn bỏ trong thời gian là mấy tháng trời bạn mới tập được cái cơ bắp như vậy á, thì sau đó bạn đã có, bạn rất là trân trọng nó, bạn rất là khó mà bỏ nó qua. Ví dụ bạn đã nhịn nhăn rất là khổ cực rồi bạn mới giảm được mấy cân, thì bạn rất quý cái việc giảm cân đó. Nhưng mà tưởng tượng có thuốc mà giảm cân ngay thì bạn không quý nó nữa. Cũng giống như các nhà triết học các bạn, họ cấm cái vụ nhân bản là vậy đó. Nhân bản mà cloning lại đó. Mình không quý mạng sống đó, mình tự tạo ra nó. Ok. Vợ đang giận lấy bố đập chết ngắt. Cái nói ủa sao vậy, không tôi có cái bản để em ghê lắm, tôi sao sao lại. Đúng không? Tại tôi nhân bản là nhiều có tôi lo, tại tôi có mấy chục vậy đó rồi. Thằng chồng mà đang cơn giận, ủa sao nay anh đi đâu mà mang tiền về, bác lấy quấn đùng. Ok, cái mọi người đấy, ủa sao nó không sao. Đây là một phiên, đó là phiên bản một thôi, tôi có mấy 10 phiên bản rồi, em kho vậy đó, tôi lấy ra tôi mang ra photocopy, tôi in ra là có liền, có gì đâu, không có gì phải lo lắng. Nhưng mà nó quý mạng sống nữa. Chúng ta quý mạng sống các bạn, vì người đó là duy nhất, không có bạn sao. Và một khi người đó đã mất, không có cách gì lấy lại được nữa. Nó quý là chỗ đó. Nhưng chúng ta hình dung là nếu một người nó được bất tử các bạn, thì có lẽ cuộc sống mình không còn quý giá nữa, và mọi việc khác đều vô nghĩa hết. Nếu mình được sống mấy ngàn năm, ok, thì tại sao mình phải làm một cái thực hiện dự án làm gì? Đúng nào, để trăm năm nữa tôi làm, là tôi sống được tới cả mấy ngàn năm mà, lo gì? Mọi việc cũng vậy. Nếu con lấy vợ đi, con chở lấy vợ chi, trăm năm sau con lấy nha. Tại con được tới 1000 năm mà, cái tuổi thọ con giờ tới 1000 năm, 2000 năm thì mọi thứ nó lại cũng mọi vấn đề người ta đều như vậy, mà nó được nhân gấp 10 lần, đúng không nào? Tại vì cái người mượn nợ mình họ cũng nói câu đó, 200 năm sau trả nha. Ok, tại bây giờ một cái đều giảng ra hết, là mọi thứ đều là như vậy hết. Em nó không cần phải tập trung để học tập làm gì, mà 4 năm làm gì, cái là bởi vì chúng ta còn quá nhiều thời gian để học, nên thầy giáo nó làm bài đi, nó làm bài chi cho sớm. Cái tại vì tôi có quá nhiều thời gian làm việc đó, nên chúng ta hình dung là một kịch bản ngược lại, là nếu chúng ta được một cái phép màu nào đó cho phép ta sống thật là lâu và thậm chí là bất tử luôn á, thì không biết đó là phước hay là họa cho mình nữa. Hay có chỉ cầu nguyện một điều là mong cho chết rồi. Đây là bộ phim nói vụ đó các bạn, cũng rất hay. Đây là phim hài cực kỳ hay luôn. Death Becomes Her. Con này có 3 siêu sao lắm, tài chính. Rất là hài, rất là hay. Cái chết phù hợp với cô ấy, lấy tên một cái là dựa trên một cái vở bi kịch Hy Lạp. Thì con bác sĩ này ông hay lắm, ông có một cái ông chế ra một cái thuốc bất tử gì đó không biết. Mà ông này có thật lăng nhăng. Ông cưới 2 bà. Ok, ông cưới 2 bà, thì 2 bà này sống bất tử luôn rồi đó, ông bị coi như ông cũng ông bị chìm trong một cái cuộc mà ông không thể thoát ra được nữa. Ok. Ông không thể thoát được. Hai cô này rất là vui, cái hai nhân vật chính trong đây các bạn là bị uống nhầm cái thuốc gì nó mà thành bất tử các bạn. Bất tử theo cái nghĩa rằng là bạn có bị đập ra thành trăm mảnh, bạn vẫn sống như được. Ông này cũng là bác sĩ, nhân vật chính á, ông mới ráp bà vợ ông lại. Hai bà đánh ghen, bà kia lấy súng bắn bà này banh càng luôn. Ok, nhưng bà này là lỡ uống thuốc bất tử rồi. Ông ra ông ráp lại là sống lại hết, nhưng với sống lại với một cái thân thể mà đầy thẹo và đầy đạn như vậy đó. Ok, rồi bà này đi tìm bà kia đã thù. Căn bà kia đang đứng trên lầu xô xuống, gãy hết xương ra, ông này lai ráp lại được. Thì cũng là một cái người mà đi cà khảnh nhưng không bao giờ chết các bạn. Và điều mong ước duy nhất của hai người phụ nữ đó được chết mà thôi. Mà họ không biết cách nào, không có cái thuốc nào chống lại chuyện đó, tại họ đã như vậy rồi. Thì xe có cán họ ra làm 3-4 mảnh, họ vẫn sống như thường. Chỉ có điều phải sống với 3-4 mảnh đó. Là mang đến nhà thương nghe, bác sĩ được khâu hết, gấp lại, rồi bạn vẫn sống. Nhưng với cái tân hình đầy thẹo, cái đầu bị méo về đằng sau, hoặc tất cả những thứ đó, bạn phải mang đầy đủ. Bạn không được chết, tại bạn đã lỡ bất tử rồi. Bộ phim nó có ý nghĩa triết học rất là hay, ở điểm là hãy tưởng tượng là chúng ta được cái phép màu như vậy, thì chúng ta có mong muốn được như vậy không? Không, rất là khủng khiếp, muốn chết không được. Kiểu nào nữa mình nhảy lầu, mình gãy làm đôi thì mình vẫn sống. Thiên hạ nhân dân nó mang đi mình vô mà đường ráp lại sống lại với cái thân thể như vậy, bị méo mó, bị xương gãy rồi nhưng vẫn sống. Ok. Điều phim rất là hay. Đó là những cái điều mà rồi what makes a killing wrong?
Ok. Tại sao cái việc mà mình giết người khác là sai? Ví dụ chính phủ vẫn giết mình mà vẫn giết mà tử hình các tội nhân đó, thì chính phủ làm việc sai hay đúng? Ok. Chính phủ sau khi tử hình thì mới yêu cầu thực hiện lý tử hình là mình xử bắn, chích thuốc độc hoặc là treo cổ hoặc là chặt đầu vân vân. Thế mình cũng là giết người vậy. Vậy thì tại sao mình có quyền xử cái người đó về tội giết người? Đúng không? Như Nguyễn Văn A giết người rồi bị kết án tử hình thì nhà nước mới tử hình anh đó, cũng là giết người vậy. Thì vậy tại sao người ta cho rằng là cái người kia là sai? Tại vì như thế này các bạn, giết người là gì? Theo đúng định nghĩa các bạn, là tước đoạt mạng sống của một người mà không được sự đồng ý của họ. Ok, tước đoạt mạng sống của một người, định nghĩa rõ ràng. Tước đoạt mạng sống của một con người mà không phải kiến của họ, không được sự đồng thuận của họ. Đúng. Như vậy lúc cái tòa án nó tử hình cái tên mà thủ phạm đó, thì đâu hỏi kiến đâu. Cũng tước đoạt mạng sống của nó, đương nhiên nó muốn sống mà, đâu muốn chết đâu. Nó còn phải thuê luật sư đi cãi cho nó mà, nó muốn sống mà. Rồi cuối cùng nhà nước vẫn tử hình. Cái này nhà nước cũng phạm tội sát nhân rồi, vậy thì ai xử nhà nước? Nhà nước cũng phạm tội sát nhân. Vì nếu sát nhân được định nghĩa là tước đoạt mạng sống của một người mà không được sự đồng ý của họ, khi mình tử hình một người phạm nhân, mình cũng là giết người. Vậy thì mình cũng phạm tội, với ai xử mình? Đó là một cái nghịch lý về mặt logic. Mình không thể loại bỏ người đó ra với điều kiện mà nói là mày là kẻ sát nhân. Nó còn ông thì sao, ông cũng giết người, vậy tại sao không? Ai gọi ông kẻ sát nhân, vì cái điều gì phân biệt cơ mà. Thì những cái triết học philosophy of death về cuộc này nó trả lời, thì nó phân tích những cái loại câu hỏi đó. Như tôi đã nói ngay từ những buổi đầu rằng là triết học thường không giỏi trong việc cung cấp câu trả lời. Họ thường giỏi trong việc đặt câu hỏi. Chứ hôm qua tôi có nói rằng triết học nó giống như là bạn đi tập gym vậy đó. Bạn tập gym không phải là bạn yêu thương như mấy cục tạ đó. Bạn tập gym thì bạn muốn có cơ bắp, đúng không? Nên chúng ta học triết là để có cơ bắp trong não, chứ không phải học triết là vì mê triết gia đó. Hay là mình trích dẫn Heidegger, hay là trích dẫn coi đó là chân lý, hay hút sẹt, hay là dòng hút sạc gì đó, thì bạn đang đi vào đường tà đạo. Những người đó chỉ giúp lấy những công cụ giống như cái tạ giúp bạn có cơ bắp trong não vậy thôi. Okay. Cho nên đừng có quá. Mình thấy họ hay thì mình nghe, chứ đừng có nghĩ rằng họ nói đúng. Okay. Thì ngay cả Phật giáo mà, giáo thuyết của Đức Phật còn vậy. Đức Phật còn nói là giáo lý của ta là ngón tay chỉ trăng này nha. Cái trăng đó là chân lý đó. Còn tôi đừng có bám vô ngón tay này, cứ bám ở đây thờ ngón tay này là sai rồi. Ok, trong Kinh Kim Cang Phật nói rất là rõ ràng các bạn. Họ nói là chánh pháp còn phải xả bỏ, huống hồ là phi pháp. Phi pháp là giáo lý sai lầm đó, chánh pháp là của ta là đúng đó, mà các ngươi phải xả bỏ. Nó giống như cái bè mà giúp các người đi qua sông rồi đó, không thằng nào khùng đến mức độ mà lên bờ rồi vẫn đội cái bè trên đầu. Ok, vứt xuống dưới sông, xong rồi vứt xuống. Bản thân Đức Phật nói về giáo lý của mình mà ngài còn nói như vậy, là công cụ để giúp các bạn trở thành được giải thoát ra khỏi sự đau khổ, ra khỏi sự vô minh, chứ không, nó không phải là cái thứ để tôn thờ. Thì triết học y hệt như vậy, nó là những cái quả tạ để tạo cơ bắp cho bộ não của các bạn. Bạn tập lý luận, okay, chứ bạn đừng có tin là nó đúng hay cái gì đó, rồi chúng ta lại bị chấp vào đó, rồi mình học nhiều triết gia, có hàng ngàn triết gia phải học rồi mình thành khùng luôn hay sao? Tại mỗi triết gia nói một kiểu, ok. Nhưng bây giờ nếu chúng ta nghĩ họ là những cục tạ thì chỉ là những cục tạ lớn hoặc những cục tạ nhỏ mà thôi. Okay. Tạ lớn đó là mình phải tập nhiều hơn mới tập nổi, tạ nhỏ cỡ như sụt rác tập dễ, nhỏ nhỏ tập được. Mấy anh cha sâu nói khó quá, phải đợi sau. Tạ lớn hơn vậy thôi, không có nghĩa là họ đúng hơn Socrates hay nha. Cái đề tài của họ nặng hơn, nó đòi hỏi mình phải tập nhiều hơn thì mới đọc được họ chẳng hạn vậy. Nên những câu này, những câu hỏi rất là hay ở chỗ đó các bạn, là trong trường hợp có một bác sĩ tên là Jack Gagovian ở bên Cali đó, ông này đó đã bị 8 năm tù về cái tội trợ tử. Tức là những thân nhân các bạn, có những bà mẹ, bà những người cha giống như tôi vừa mô tả lúc nãy, kiểu đời sống thực vật hoặc là bị ung thư giai đoạn cuối đó, hoặc đau đớn, rất là đau đớn và chỉ muốn chết mà thôi, thì như vậy đó thân nhân mới vào năn nỉ quỳ lại cái ông mà Jack cái COVID này, là hãy làm sao cho bố mẹ họ lên đường một cách êm dịu nhất có thể. Thì ông ta đã giúp đỡ những người đó,
hoàn toàn là vì lòng bác ái, gọi là mercy killing các bạn, tức là giết vì lòng nhân đạo đó, tức là mình cho người chết vì mình không chịu nổi. Bản thân ông cũng rất là bức xúc chuyện đó, mà luôn có băng kali là cấm không được, không được trợ tử. Thì khi mà ông này làm nhiều quá, giúp đỡ cho nhiều người quá, tức là tin đồn ra ngoài, mọi người biết được này và đã và bắt ông này về cái tội giết người. Thì ông này ra tòa, ông kể lại mọi việc như vậy. Nhưng mà thân nhân đã đến tòa can thiệp, các thân nhân đó đứng tụ tập mà yêu cầu là hãy thả người ra, là bởi vì ông này đang giúp đỡ họ như vậy. Nhưng mà luật pháp là luật pháp các bạn, ông này cũng bị 8 năm tù và phải một lần nữa tái phạm là bị tước giấy phép hành nghề. Rất ông này giết về lòng nhân đạo cũng tôi biết điều đó, nhưng luật là luật, ok, tôi hoàn toàn thông cảm cho ông. Nhưng luật là luật, chúng tôi ngồi đây để thi hành luật chứ không ngồi đây để thông cảm cho mấy cái chuyện đó. 8 năm tù là nộp tiền phạt, ok, và nếu một lần nữa tái phạm, ông đến đây một lần nữa là tôi tước giấy phép hành nghề, không còn là bác sĩ nữa. Đó là Jack, người gọi là rất nổi tiếng. Thì cái việc, cái câu hỏi đặt ra cho việc triết học là cái việc trợ tử các bạn mà theo pháp luật là việc giết người đó, có thể chấp nhận được không? Ok, lý luận các bạn, vẫn có hai trường phái triết học. Một trường phái đa số là thần học của bên Thiên Chúa giáo đó, họ vẫn khẳng định rằng là không nên trợ tử. Ok, tại họ nói rằng là cái sự đau đớn và sự đau khổ của con người á, trong thân xác của chúng ta, nó là một dấu hiệu của sự sống. Cơ thể chúng ta phải chấp nhận cái sự đau đớn đó, đó là một bài học để chúng ta thấy là cuộc sống là có giá trị. Và khi chúng ta thấy cuộc sống có giá trị đó, chúng ta hãy phấn đấu và vận dụng hết cả năng lực mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để chúng ta vượt qua được những sự đau đớn đó, bằng sự cầu nguyện hoặc bằng cái sự niềm tin tưởng rằng cuối cùng những sự đau đớn này vẫn có một giá trị nhất định. Bạn trở nên con người dũng cảm hơn, bạn thông cảm hơn với người khác, bạn biết thương yêu người khác, những người khác đã từng đau khổ đau đớn như vậy. Chúng ta đã phải trải qua cái trải nghiệm của chính bản thân mình thì mình mới thấy được, mới hiểu được cái nỗi khổ khổ người khác. Như là bạn đã từng bị đói, bạn mới hiểu được cái tâm trạng của người bị đói như thế nào. Bạn đã từng sống trong cảnh thiếu thốn, bạn mới thật sự thương yêu những người nghèo. Bạn thấy bạn mới thông cảm cho họ, bạn không còn có những cái ý nghĩa mà nó bàng quan ngày xưa vậy đó. Cái này cái mà nhìn mặt chúng ăn trộm nhỉ, cái này tôi ăn trộm tôi đi tại vì tôi nghèo, cái ai cũng nghèo, ấy làm biến gì là nghèo. Cái hạng này chúng ta có những cái lối nói rất là tàn nhẫn, một lối nói rất là lạnh lùng, bởi vì chúng ta chưa từng trải nghiệm qua những cái đó. Nếu mà nó cùng một cái trải nghiệm nhất định mà bạn phải thông cảm hơn, bạn mới thực sự yêu thương người khác. Vì cái cội rễ chúng ta nó vẫn là những con người ích kỷ, cái bản chất ta vẫn là ích kỷ, nhưng ích kỷ đã được mở rộng là mình yêu thương những người giống mình. Ví dụ ta đầu tiên là mình yêu thương gia đình mình trước, sau đó mình yêu thương cả bạn của con mình. Hàng đó, mình thấy bạn gái con mình tới, bạn trai của con gái mình tới, mà mình đối xử rất là tử tế, tại vì mình kéo này qua kia, nó bạn con mình mà, đúng không? Rồi dần cứ mở rộng ra, rồi mình vào đi làm việc, hai người bắt tay, ủa anh với gì Nghệ An hả? Ô Đồng Hương nè, Quảng Trị mà, bắt đầu cái mình extend mở rộng cái tình cảm ra cho những người Đồng Hương, ok? Dần dần rồi khi bạn đi ra nước ngoài các bạn, không còn Đồng Hương nữa mà là Việt Nam, ok, tự nhiên mình thấy người khác mà chửi mắng người Việt Nam các bạn, bạn cảm thấy như đau lòng như chính mình vậy đó. Nó vẫn đúng, anh là vừa đủ cả nóng rồi, cũng có người này người nọ, chứ Mỹ không vậy, bên đây cũng thiếu gì ba người mà mê tín dị đoan, mà Việt Nam đâu. Đấy, rồi chuyện đánh vợ hả, tôi nói cho anh biết nha, theo thống kê nha, Mỹ đánh vợ là nhiều nhất á, 1/3 trường hợp tử vong của phụ nữ là do bị chồng đánh, ok, anh đừng có tưởng là dân anh là văn minh đâu. Tự nhiên mình cũng nổi sỉ lên chứ không? Vì nó mấy gì nào tụi bay nghe nó đánh vợ dữ lắm thôi. Nó thì cũng có, nhưng mà không bằng tụi bay. Ủa sao vậy? Không đọc báo, nên chưa đọc báo coi. Tự nhiên mình có cái đó, hiểu nào? Cho nên có cái gì đó rất là đúng các bạn, là chúng ta có cái hướng mở rộng từ cái bạn, từ cái ích kỷ đó, nó mở rộng dần dần ra những người liên quan tới mình. Dần dần mình sẽ đồng cảm những người mình đã từng trải qua. Nếu bạn đã từng bị đói khát, bạn đã từng như vậy đó, bạn rất thông cảm với người đó, bạn sang nên khi bạn giàu lên bạn giúp đỡ những người đó đầu tiên, tại bạn nghĩ mình giống họ, mình có những trải nghiệm giống như vậy, trời ơi nghèo nó cực khổ lắm, đi xin ăn nó nhục nhã lắm con ơi, nên bố có tiền cũng phải giúp đỡ những người đó, vân vân. Nên bạn thấy cái để ý chúng ta thường giúp đỡ những người giống mình, hoặc là mình đã từng trải qua những hoàn cảnh giống như họ rồi, mình rất là thông cảm. Cho nên thông thường các bạn từ một cái hạt nhân ban đầu là cái mà chỉ quan tâm tới bản thân mình,
nó mở rộng dần dần ra với tất cả những người khác, và nó có cơ sở hợp lý. Mình không có đi yêu thương thứ gì nó lạ mắt đối với mình được. Chẳng hạn bạn không thể bắt bạn thương con cọp được. Mà con cọp đang chạy, trời ơi cọp, bảo là bạn chạy rồi trốn nhau luôn á, đúng không nào? Bạn thấy tại vì bạn nó đe dọa đến sinh mạng của mình, thì cái ích kỷ, cái bảo vệ bản thân của mình phải chạy cái đã. Cái nhưng sao mình biết là có một ông sư xuất hiện đó, cọp này hiện lắm, ăn chay mà. Ủa gì hả, cọp ăn chay nữa? Ừ, chay đứa núi con nhỏ giống như con mèo bự hả, có gì hết nè, coi đây coi. Ok, mình sợ ok, mình thấy con hiền, cái mang về mình nuôi đó. Mình thấy ôi cọp đâu khác gì con mèo đâu, nó cũng ngủ rồi, nó cũng biết giỡn nô đùa như mà con mèo vậy thôi. Cái mình nhìn là mình có cảm tình, tầm liên kết với con mèo của mình, thấy hiểu không? Tức là mình liên kết gì mình quen biết. À, nhìn nó coi nó bự xác thì chứ nó cũng con mèo thôi á. Ủa vậy thiệt hả? Ở tôi nhỏ tôi nuôi nó bằng rau mà ăn rau đồ hũ không mà thiệt lắm, đâu cho ăn thịt bò đâu. Ủa vậy hả? Đó, cái mình liên kết với con mèo nhà mình, cái thế là chúng ta cảm thấy cái tình cảm mình dành cho con mèo mình nó chuyển qua cho đối tượng thứ hai, và cứ thế. Bạn để ý không nào, ví dụ mình rất là có cảm tình với bạn bè con cái mình đến nhà chẳng hạn như đó, nó cháu là có ăn chứ thì hai đứa này kia, thì mình có cảm tình tại đơn giản chỉ vì nó là bạn của con mình. Nên từ cái hạt nhân đó nó mới mở rộng ra thành cái lòng vị tha. Mình có lòng vị tha với những người nào gần mình nhất, xong tới xa hơn đồng nghiệp của mình. Nếu bạn đi ra khỏi đất nước này, bạn sẽ thấy tình yêu thương đất nước rất mãnh liệt, là bởi vì mình xa những người đó, mình rất là cô độc trong một cái thế giới xa lạ, văn hóa Mỹ, văn hóa Anh, nhiều người nào không nói gì, không hiểu gì hết, cuộc sống. Thì bạn càng nhớ thành là bạn thấy Việt Kiều muốn về đất nước là vậy đó. Phần lớn là bởi vì sao các bạn, họ biết rằng cái nơi này là cái nơi quen thuộc của họ, họ muốn giúp đỡ những cái chỗ như vậy. Chứ họ có nói là họ có tiền, họ muốn giúp đỡ người Mỹ. Cái tại nó Mỹ giàu là trong đầu họ nghĩ về, họ biết Mỹ nó cũng có nhiều người nghèo chứ, mà nói Mỹ giàu cả. Chỉ nói chính phủ Mỹ lo, còn mình người Việt mình lo cho người Việt. Về Quảng Trị, về Quảng Ngãi là mở trường chẳng hạn, nhà tình nghĩa hay giúp đỡ cho đồng bào đó nó vẫn tốt hơn. Chúng ta vẫn trong đó vẫn có hàng một cái hạt nhân ích kỷ trong đó, những ích kỷ hợp lý nó được mở rộng cho những gì mình quen biết. Cho nên nếu mà bạn không có những cái trải nghiệm như vậy, bạn rất khó mà có những cái cảm xúc mà nó cái chuyện mà nó lạ hoắc như tôi vừa ví dụ lúc này. Okay. Cho nên là đây là những cái vấn đề mà như tôi vừa nói các bạn, những cái ông này ông đặt câu hỏi nhiều hơn để chúng ta suy nghĩ thôi. Và tôi biết một cách những cái kiểu nói rất kỳ quặc của mấy ông trên thuyết gia mà. Có một cái ông này nói có một câu rất là đặc biệt là chống lại với khoa học. Thì Husserl nói rằng là có hai cái hiểu lầm trong cái chết bọn này ông muốn phản đối. Cái đầu tiên là chúng ta nghĩ rằng cái chết là một biến cố nó xảy ra cho mình. Ok, làm cho nó sai. Cái thứ hai đó là nó là một cái sự kết thúc. Ok. Còn đây là quan điểm của Heidegger đó. Còn lại quan điểm của tôi soạn cái này nó nhiều giai đoạn nên nó có cái sự lẫn lộn mà. Hôm nay không được xuất bản này, tôi nãy cũng nói unpublished second part. Ý của Heidegger muốn nói là khi phân tích về cái điều kiện sống của con người đó, cái điều kiện, cái hoàn cảnh sống của con người là cái human condition đó, thì chúng ta phải phân biệt giữa thân và xác. Việt Nam có được đúng cái từ đó, tương đương với tiếng Đức. Okay. Đây là một chủ đề, một đề tài thú vị nếu các nhà ngôn học theo đuổi đề tài nó có một cái hay là cái này mà. Ông ta muốn nói rằng là đầu tiên á, đây các bạn này, chúng ta không biết cái này giống như Việt Nam thân và xác rồi đó. Ok. Cái này nó là thân và cái này là xác ha. Trong tiếng Đức, ok. Một cái là life, một cái là Cooper.
tôi quên là cái xác Việt Nam có từ như sau. Ví dụ Việt Nam ta không giờ nói cái thân chết mà nói cái xác chết. Cái xác chết đã tìm thấy, khi nói xác là mình biết người đó chết rồi. Hoặc là mình nói là mình thậm chí các bạn mình dùng chữ một cái chữ nó rất là đặc biệt, đó là chữ thây. Ok, thây ma. Ok, xác chết. Để dùng những cái từ để ám chỉ là cái khối vật chất thôi, không có tinh thần trong đó. Ok, thành ra Việt Nam còn nhiều từ như lười nhớt thay. Ok, mày lười mà lười dưới. Ý nó cái thay là một cái đống thù lù nằm đó đó, chỉ có xương thịt nằm đó, không có cái tinh thần gì trong đó hết. Ok, thì mình thấy cái này nó rất tương đương với cái phân tích của Hố Sạc về hai cái khái niệm trong tiếng Đức các bạn. Đó là nhiều người chỉ có không có thân mà chỉ có cái xác thôi. Người ta ưa dùng cái chữ xác theo nghĩa tiêu cực. Ok, mày làm ơn mày rác cái xác mày tới đây nha. Sếp gọi điện cho nhân viên á, nói dạ hôm nay em xin không vô công ty. Thế là mày rác cái xác mày, hôm nay có chuyện khẩn cấp công ty, mày rác cái xác mày vô đây. Ok, còn khi mình dùng cái Việt Nam dùng chữ thân các bạn, thường theo nghĩa tinh thần, thân thích bà con ruột thịt. Và muốn nói cái thân là cái gì đó là mang tính tinh thần, nó là nói những từ của hiện học, đó là tổng thể của những gì mà chúng ta thể hiện cho người khác, nên cái thân nó phong phú hơn rất là nhiều. Okay, ví dụ như là mình nhìn người nào đó, mình đánh giá người đó từ rất nhiều góc độ, là góc độ thân của họ. Ok, ví dụ mình nhìn thấy một người phụ nữ rất là đẹp, tướng tá rất là bốc, chúng ta mới nghĩ rằng người ấy có khả năng, có tiềm năng đầy đủ để trở thành một người mẫu, để thi hoa hậu, áo tắm, đi làm cái này cái nọ. Tức là cái thân của họ là tổng thể của những điều mà họ có thể thực hiện được. Đó. Ví dụ mình nhìn anh chàng rất đẹp trai, cao 1m85, tướng 6 múi, không làm không nói, cỡ anh mà đi đóng phim là đạo diễn nó nhận liền đó, anh mà đi xin đóng phim đó, làm những cái tiềm năng rồi đó. Ok, cái ta không nhìn vô, nhưng khi mình bực mình lên thì mình chỉ gọi họ là cái xác. Ok, cái thay của anh, cái tướng của anh chứ được có cái bự con đâu làm được gì. Ok, hiểu nè. Còn mà bây giờ ví dụ như là mình nói là thân phận con người, mà thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào tay ai, thân thì nó cái condition, nhưng mà nó có body, cái thân tôi sao bay được, hiểu nè, sao như tấm lụa đào được. Nhìn em 60 kg tấm lụa đào ta có mấy trăm gram vậy sao bằng. Nhưng nói, anh nói vậy là anh không hiểu tiếng Việt, tôi đang nói so sánh. Đó, cái thân em như tấm lụa đào, tức là ý nói là nó rất là nhẹ nhàng, rất mỏng manh. Tôi là người nhạy cảm, phụ nữ là người nhạy cảm lắm. Nó phất phơ giữa chợ, đây là chợ đời, chứ không phải ba cái chợ cá ở đây đâu. Ok, cuộc đời á, chợ là cuộc đời đó. Người mua kẻ bán đi tới tấp nập, cái chọn lựa người nào cũng mong muốn chọn được là vợ đẹp, rồi vợ hiền đúng không? Mà tôi không biết là cuối cùng thì ai là người chọn tôi đây. Nó cái phân hồn phụ nữ nó bị bấp bênh trong cái hoàn cảnh, bối cảnh sống như thế. Chứ tôi không nói trong đó phải nó có body của tôi, sao có body tôi sao mình tấm lụa đào được. Okay, thì đó là những cái tôi cố gắng là dùng cái quan điểm của Việt Nam để thấy nó tương cận với hiện tượng luận, hiểu nào. Của Hút Sạc ở cho điểm là chúng ta phân biệt hai cái loại đó, còn khoa học chỉ nghiên cứu cái xác thôi. Khoa học là sinh học, là y học. Ok, là khi bác sĩ đến gặp bạn, gặp bệnh nhân thì bác sĩ làm gì? Thử máu phải. Ok, thử nước tiểu, chụp x-quang và làm cái động tác là ok, thì coi đi coi anh bệnh gì. Cuối cùng đó là anh bị suy thận, anh bị mà men gan cao quá, anh bị tiểu đường vân vân, tất cả mọi thứ đó. Và như thể là mình là chỉ là một cái xác. Thì quan điểm này là các triết gia họ phê bình rất dữ, và cho rằng tại vì khoa học nó như nãy mình phân tích khoa học nó chỉ có đến đó thôi. Ok, còn cái chuyện mà linh hồn con người của mình như thế nào, các bác sĩ không quan tâm. Ok, dù hai bệnh nhân được chở vào hết là hai bệnh nhân. Hai bệnh nhân đều có tình trạng nghiêm trọng ngang như nhau. Ok, nhưng đây là Ngọc Trinh. Ok, còn cô này là ngoặc nữ gì đó, không vô danh, không có đủ gì. Thì mọi người tập trung cứu Ngọc Trinh trước. Thì cô Ngọc nữ có quyền phản đối. Nói hai người là bệnh nhân hết nha. Ok, đều là hai cái xác hết á.
Ok, thì tại sao anh lại có thêm một bên trọng bên khinh, tại sao mà lại chăm chú rồi chở này vô rồi dùng những lời thuốc đặc biệt, còn tôi thì bỏ nằm chờ nãy giờ có tiếng hồi tôi chưa thấy ai đến đây gặp tôi hết. Ok, thì mấy bác sĩ nó cũng lúng túng không thể trả lời thẳng được, nhưng mà trong đầu ai cũng nghĩ là cô làm đi so sánh Ngọc Trinh được. Ngọc Trinh giàu có nè, nổi tiếng, người mẫu đủ mọi thứ, trên mạng đọc nhiều lắm. Ok, rồi cô này là nó có nhiều thứ, chứ đâu phải con người ta chỉ có cái xác không thôi, còn cô có cái xác không à. Ok, cái xác người như cô thì nằm chờ một xíu cũng được. Còn đấy đâu phải chỉ có xác mà có cái thân. Thân là thân ra tiền nữa, nó không nữ hoàng nội y nằm đây nè. Cô ta chỉ cần lắc mấy cái là có tiền rồi. Đúng không? Còn anh ta lắc thử rồi có tiền không? Người ta có giá trị, người ta nói thân. Giữa thân và xác. Ok, nên cái xác này mình có cái xác không? Chưa chắc có giá trị, nên mình có cái thân. Cái thân của mình mới có giá trị. Tại cái thân mình là những cái tiềm năng mà nó thành hiện thực hóa. Mình nhìn một con người như nãy tôi một ví dụ á, nhìn một con người á, nhìn thấy cơ thể săn chắc, màn mũi đẹp trai, ngoại hình sáng láng, mình đâu phải nhìn họ cái thân xác, mình nhìn họ là cái khả năng của họ, khả năng của họ làm được gì nữa ở trên này mình phải tôn trọng nha. Nhưng tàu ngày xưa còn có cả tướng học luôn, nhân tướng học là để coi cái thân, phải coi xác đó là. Ok, nhưng họ nói người nào á cái tướng mà gọi là bại tướng, yếu tướng, ngồi đứng như cái xác chết. Ok, là không có sinh khí. Cho nên bạn biết là cái ngành mà tân nhân tử học của Trung Quốc á, nó gắn liền với lại y học là như vậy đó. Thầy Lan là phải kim luôn thầy bói. Ok, là thầy Lan họ nhìn tướng. Họ nhìn nó này hết cứu rồi. Số chết tới nơi rồi, nhìn hai mắt xanh lè rồi. Ok, khỏi cứu mất công, tại đó. Bốn nguyên tắc của Đông y, tức là của Trung y các bạn. Vọng văn vấn thiết. Đầu tiên vọng là nhìn cái đã, quan sát, observation. Nhìn tướng thì hết cứu, khỏi cứu mất công. Ok, vai, da vàng, mắt vàng, cái này thôi là ung thư gan, chắc chắn 100% rồi cứu chị cho mệt. Rồi còn thân sắc nữa. Nhưng mà cái mở mượn nói là bất cứ người bệnh nó nói là thầy hãy cứu tôi đi, bất cứ điều gì thầy muốn tôi đều đền đáp được. Trời ơi, giọng nói quá rõ ràng, sang sảng. Giống giọng nói Quan Vân Trường. Ok, rồi, thân con tinh khí thần, ok, thần quan trọng nhất, thần còn, khí hơi mất nhưng thần còn, ok, người này sống chắc. Nên có nhiều người, các bạn, những người như bé Darussen vậy đó, hồi mới đẻ là mới có 2 kg, bác sĩ nói này chết chắc luôn, 20 tuổi là hên lắm rồi, ông sống 99 tuổi, viết sau khi viết 100 cuốn sách, ok, mà trước ngày chết ông đang dự định viết truyện trinh thám, tại ông nói mấy truyện trinh thám không có logic, hôm sau ngủ đi luôn, mà chưa nào mình có hạnh phúc như ông nội này. Cái cao có 1m6, nặng mấy chục ký, đẻ ra là bác sĩ tướng nói chết chắc thì lại không chết. Okay. Thì theo thuyết của Tàu nó nói là ông này ông có cái thần. Ai mà nhìn mặt với Darussen đều phải cảm thấy kính trọng ông. Okay. Ông có đôi mắt rất là mãnh liệt, ông nhìn người khác là mọi người cảm thấy rất là kính nể ông. Ông là người đầu tiên được mời qua Trung Quốc để dạy đại học Bắc Kinh. Okay. Thì cái ông này tiếp nói là chúng nó cái vụ mà cái phân tích đó các bạn. Nó phù hợp với cách phân tích của Husserl cho điểm á, là chúng ta nhìn một cái cá thể nào đó, ta nhìn hai mặt. Cái xác không quan trọng mà cái thân, theo cái nghĩa rằng cái thân là tổng hợp những tiềm năng họ có thể làm được cái việc gì đó. Trong đó nó bao gồm cả những cái khía cạnh như tôi vừa mô tả dựa trên các cái kinh nghiệm của người phương Đông đó. Đó là chúng ta vẫn thấy được người đó một cái tiềm năng. Đó, ví dụ như người đó có thể là ngoại hình có thể xấu hay là bị lùn hay là bị gì đó, nhưng có thể họ có ẩn tướng. Cái bên Đông y bên đó một cái ẩn tướng nữa là cái mấy cái hột mục ruồi gì đó nằm ở chỗ kín đó, mà càng kín thì càng tốt, nó càng cho nó hở quá là không ăn. Mục ruồi mà quý tướng là phải nằm dưới là mục ruồi son màu son, còn một ruồi màu đen, một là đen là đen tuyền luôn chẳng hạn. Vậy họ nhìn những dấu hiệu để họ thấy rằng là người đó có cái thân nhưng mà chỉ có cái xác, chẳng hạn như là Lưu Bị xuống với đi rửa chân, các bạn ngồi Lưu Bang đi xuống rửa chân thì mới là chèo đò mà mới kéo lấy té nước lên chân. Thì có người tình cờ nhìn thấy là ngay dưới cái đầu gối của ta có 72 nút ruồi màu đen. 72 nút ruồi. Cha này bị ghẻ gì mà nó buồn quá trời không biết. Cái hội nhìn lầm lén thì tôi không biết. Mà tôi thấy nút ruồi bắn mà thằng nào ngồi mà đếm được 72 tôi cũng biết. Con tàu nó còn xạo lắm. Cái truyền thuyết không ngồi đếm được. Nãy ngồi rửa chân. Thế là cái gia đình nó mới gả con gái cho rất là có con gái tiểu thư rất là giàu đang là kén chồng. Đó là Lã Trị. Mới nói là còn con gái cái ngầu ông tế tướng ông làm vua đó, tại vì không có ai mà một ruồi mà nhiều như vậy.
ông ca thì mới gả con. Tức là cái xác của ông ta chỉ là một thằng chèo đò, nhưng cái thân của ông ta khả năng là thiên tử. Okay, nó phù hợp với cái phân tích này, còn nghĩa là nó là những cái gì mà nó tổng hợp tất cả thứ mà nó thể hiện ra, nó là tiềm năng về sau. Ok, nó không phải đơn giản chỉ là cái xác luôn luôn ngồi trước mặt mình, và theo ông ta nói là, và cái khoa học nó chỉ nghiên cứu cái thứ đó không thôi đó, thì nó là nó sai. Tại chúng ta còn cái thân mình còn có nhiều tiềm năng làm nhiều việc lắm, không thể phán đoán dựa được cái ngoại hình hiện nay của tôi, tức là chỉ dựa vào cái xác của tôi thì không đúng. Ví dụ cái thân của tôi, cái tiềm năng mà tôi thực hiện được với nó. Okay. Thành ra cái chữ này nó bao gồm khái niệm thân xác trong tiếng Việt Nam rất là hay các bạn. Và tôi muốn nói tiếp một cái quan điểm Heidegger tóm tắt để cho nhanh, để cũng là nào cũng hết giờ các bạn. Thì Heidegger cho rằng, hãy tôi nói sơ qua rồi các bạn, là với đây cái quan điểm Heidegger trong đây các bạn, là ông ta định nghĩa con người là một hữu thể hướng về sự chết. Ông ta nói một câu rất nổi tiếng là ngay một khi đứa trẻ vừa ra khỏi lòng mẹ của nó đã đủ già để chết. Okay. Chết không có đợi tuổi tác. Ngay một khi bạn vừa ra khỏi lòng mẹ và nó đủ già để chết rồi. Tức là ô gì nó, chưa đợi. Thì người ta có thể chết với lúc nào. Và chúng ta phải đối diện với lại cái số phận của ta là một cái hữu thể, bản thể trên con đường tiến vào sự chết đó. Ok. Tại vì con người về mặt thời tính trong Rowley là hạn chế, là hữu hạn, là finite. Thì hữu hạn, chúng ta phải ý thức được sự hữu hạn của mình. Thời gian được gói tròn trong cái kinh nghiệm về cái hữu đại thế, của chúng ta là hữu đại thế, being in the world. Thì khái niệm triết học cơ bản nhất của Heidegger là khái niệm hữu đại thế, being in the world, hữu đại thế. Là bất kỳ lúc nào bạn ý thức về cuộc sống của mình, ý thức nha, lại quay lại dưới nữa nha, là chúng ta đều thấy mình đã có mặt ở đó với những người xung quanh rồi. Chúng ta đã ở trong thế giới, thế giới của con người. Bất kỳ lúc nào mình hồi còn nhỏ mới ý thức được cái là biết có ba mẹ xung quanh, dì cô anh em tất cả người thân xung quanh. Bất cứ bạn ý, bất ngờ ý thức về bản thân mình, làm thấy mình không bao giờ tách rời khỏi cái khái niệm, khái niệm triết học căn bản nhất của Heidegger. Con người là hữu tại thế, theo nghĩa là mình đã bị ném vào cuộc đời giữa trong một mối quan hệ. Mình không muốn có mối quan hệ đó hay không cũng không còn quan trọng nữa. Như bạn đẻ ra, bạn thấy bố mẹ mình rất là nghèo ở dưới gầm cầu, hàng ngày phải đi xin ăn về nuôi mình. Bạn muốn từ chối người đó không được. Nói hai người phải là bố mẹ tôi, tại sao ông trời bạc đãi tôi như thế này? Tại sao bố mẹ tôi phải là triệu phú như Bill Gates, là Jeff Bezos, okay? Sao như thế này? Bạn có than khóc cũng vậy à? Bạn biết đó là bố mẹ bạn. Bất cứ nào ta ý thức về hoàn cảnh, cái condition của mình là đã thấy mình nằm trong mối quan hệ nào đó, con người bị vướng vào đó. Và đó là thân phận con người, nhìn ở góc độ bi đát là chúng ta không thể thoát được. Ok, chúng ta muốn không được. Tại vì cuộc sống nó làm như thế. Không phải tự nhiên mà mình đã có mối quan hệ đó, không phải ở đâu đó mà không phải ý định của mình. Nhưng đó là cũng là sự vĩ đại con người. Ok. Là bởi vì, để nói về cái thời tính các bạn, bản chất con người là cái cuộc đời chúng ta đó, chúng ta nói về thời tính khá là hay các bạn. Là mặc dù cái văn phong ta rất khó hiểu đó là một khi mình ý thức được mình là hữu tại thế rồi đó, thì không còn hiện tại nữa, chỉ còn quá khứ và chỉ còn tương lai mà thôi. Ok. Vì cái bản chất không sâu nhất của con người đó là anxiety, nghĩa là sự ưu tư và sự lo lắng. Ưu tư và lo lắng không phải là sự sợ hãi. Sợ hãi là bằng có một đối tượng xác định, mình sợ con cọp hay mình sợ con rắn hàng đó, nó có một đối tượng xác định. Còn ưu tư là một cảm giác lo lắng, cảm giác bất an mà không biết vì lý do gì hết. Và chính cái cảm giác bất an này nó tạo ra tương lai. Cái cảm giác bất an các bạn, khi bạn bắt đầu lo lắng á, ví dụ bạn muốn để dành tiền. Ok, bạn đi dành tiền. Cái vợ bạn hỏi để dành tiền chi vậy? Cái mình có nói biết đâu. Đúng không? Giờ mình đang giàu mà, sống thoải mái mà, nhưng biết đâu giờ giàu mai nghèo sao? Rồi 10 năm nữa sao? Còn phải lo cho con, thì kia đủ mọi thứ để dành tiền. Cái lo lắng đó nó tạo ra cái tương lai của các bạn.
Do cái lo lắng, tại thân phận con người là lo lắng, là ưu tư. Do cái ưu tư đó mà nó tạo ra một cái tương lai. Ok, cũng như sự nuối tiếc tạo ra quá khứ. Ok, còn thực tế các bạn, thực tế không bao giờ chúng ta sống trong quá khứ được hết. Chúng ta mãi mãi bị đóng đinh trong hiện tại. Nhưng do sự ưu tư của chúng ta mà chúng ta có tương lai. Do sự nuối tiếc của chúng ta mà chúng ta có quá khứ. Nó giá mà hồi đó mình không lấy bả thì bây giờ mình đâu có khổ thế này. Okay. Giá mà hồi đó mình nhận lời cái ông gì đó Việt Kiều thì mình đã giờ đang ở bên Mỹ rồi. Giá mà lúc đó cứ luôn lúc nào đầu mình cũng giá bao nhiêu những thứ trong đầu. Và nó tạo ra cả một cái vấn đề ở quá khứ. Rồi một khi người ta hỏi tới mình các bạn thì bắt đầu người ta kiến tạo nên chính quá khứ của mình theo một chiều hướng nào mình thấy nó thuận lợi nhất. Okay. Ví dụ giờ các bạn thành ca sĩ mà rất là nổi tiếng đó. Thì mọi người nói là anh bắt đầu thấy mình có năng khiếu âm nhạc từ lúc nào? Nó bắt đầu khởi sự để bắt đầu kiến lập à. À, thì hình như là 5 tuổi thì phải. Nó tôi còn bé thì mẹ tôi dẫn đến nhà thờ hát thánh ca vậy đó. Cái ông linh mục mới nói trời ơi con nhỏ nào hay quá vậy. Em mới nâng đỡ tôi và khuyến khích tôi đem con đường ca hát. Và từ đó tôi thấy mới phát hiện là mình có cái năng khiếu, mình là ca sĩ. Okay. Tất cả những câu chuyện đó 90% là những câu chuyện mà cô ta tưởng tượng ra. Tại bất kỳ ai cũng có thể tìm ra được những câu chuyện tương tự như vậy. Một khi bạn thành công các bạn, thì mọi quá khứ của bạn là cái nền tảng để dẫn đến sự thành công đó. Bạn nhìn là đúng thiệt nha. Hồi đó may mình học ngu, bị đánh dữ rồi mới đi kinh doanh. Okay. Số mình nó vậy. Số mình nhỏ học ngu, bị đuổi khỏi trường. Thành ra mới là đi tham gia kinh doanh. Bây giờ mình mới thành đại gia. Trời ơi, dưới tay mình giờ ngàn tiến sĩ. Thuê tiến sĩ làm việc. Và đó mình đi học là mình cũng ngu như nó rồi. Có bằng tiến sĩ làm gì? Có 1 triệu đô la mới là ngon. Có bằng tiến sĩ làm gì? Ok. Nhờ mình bị thất học, mình mới giàu được như vậy. Quá khứ người ta được biến đổi hoàn toàn. Còn nếu lùi lại đúng thời gian đó các bạn, tôi khẳng định, ok, không có giờ phút nào nhục nhã hơn giờ phút bị đuổi khỏi trường hết. Ta rất đau khổ mà chỉ hối hận là mình không chịu chăm học, không chịu thi học để cho bị đuổi khỏi trường thế này. Lúc đó ta không có cảm giác như bây giờ đâu. Nên những thằng tỷ phú các bạn, những thằng tỷ phú đều có xu hướng nói láo hết. Nói láo về tương lai. Còn tương lai thì họ kiến lập lên. Là hồi đó họ cho nó lên cái điềm báo như vậy đó. Họ rất thông minh, biết sao thầy ngu đuổi khỏi lớp. Cứ họ cứ nghĩ ra mọi chuyện như vậy hết. Okay. Thì đặc biệt là về quan điểm triết học của Heidegger các bạn, quá khứ chúng ta không bao giờ sống được quá khứ. Đã bắt đầu mình ý thức được mình là đã hữu tại thế rồi, là sống trong cuộc đời rồi đó. Cho nên mình cứ nuối tiếc hay là mình ai hỏi mình về cái gì đó, hoặc thậm chí là ai hỏi mình về tương lai của mình thì nghĩ về quá khứ. Với những khả năng của anh hiện nay, với những năng khiếu mà anh có từ lúc nhỏ tới giờ, thì tương lai anh dự định sẽ làm gì? Thế người ta hỏi mình bắt đầu suy nghĩ về tương lai. À, ok, tương lai tôi sẽ là một nhà phát triển về bất động sản. Ok, tại hồi nhỏ tôi thích nghịch đất á. Nhỏ tôi nhớ nhỏ, tôi làm nghịch đất. Mê đất từ nhỏ, mê đất. Cho nên bây giờ tôi nghĩ là nếu... Nhưng hỏi này tôi nó có dự án làm về đất, tôi có dự án bất sản ở miền Trung hay gì đó. Tức là bất cứ thứ gì nó cũng trở thành một cái dấu hiệu báo trước là người ta sẽ thành công trong tương lai. Thì cái cách như vậy, cái tư duy như vậy thì cũng là cái phân tích về thời tính của Heidegger. Những cái đó nó đã tạo ra cả một cái quá khứ, tạo ra một cái tương lai. Mặc dù chúng ta không bao giờ sống trong tương lai được, chúng ta chỉ sống được trong hiện tại thôi. Và sống được trong hiện tại là như thế nào? Là phải đối diện với cái chết của chính mình. Một câu hỏi đơn giản này các bạn, các chuyên gia thường hỏi các bạn là nếu ngày mai bạn phải chết chắc chắn luôn á, thì hôm nay bạn sẽ làm gì? Thì lúc đó bạn mới ngồi, bạn suy nghĩ đủ mọi thứ, mọi chuyện, và bạn thấy tất cả những điều bạn làm từ xưa tới nay là vớ vẩn hết. Y hệt như là Steve Jobs đã nằm trên giường chờ tử thần đến vậy đó. Ông ta bị ung thư tụy tạng và ông ta nói giờ phút này khi tử thần lạnh giá đã ngồi ngay trên ngực của tôi rồi đó, thì tôi thấy mọi thứ mà tôi đã chiến đấu cho cả cuộc đời của mình là vô nghĩa. Tiền bạc, danh vọng, nổi tiếng để làm gì? Thì tới bây giờ không đấu lại thần chết. Okay. Đó là câu nói của một triết gia đúng nghĩa. Nếu ngày mai bạn phải chết chắc chắn, bác sĩ thông báo như vậy rồi đó, thì cái điều quan trọng nhất bạn muốn làm ngày là ngày gì? Có người nói đi ăn cho đã. Ngày càng ham ăn mà cả đời biết ăn tới chết tới nơi cũng còn ăn. Còn người thì nói ra lấy rút hết tiền ngân hàng về, phải không? Rồi chia cho người này người nọ hay gì đó, đủ mọi thứ. Hoặc là lập tức đi làm từ thiện liền.
mình ngày mai chết rồi, chết cha rồi, mình phải tạo nghiệp. Không tôi là chết đi này kia. Vợ con ơi, bây giờ tất cả mà mang tiền đó đi cho người nghèo đi giúp đi. Cả đời tôi không giờ cho thằng nào đồng nào hết. Giờ tôi chết rồi tôi mà xuống là tôi tiêu liền á. Tôi mà qua bên kia làm Phật hay bên kia đứng chờ sẵn bên kia hỏi sổ sách mình chứ cái này mày chưa giúp nào á. Đêm nay phải làm liền. Bạn cứ suy nghĩ về cái bạn thấy là cái điều quan trọng nhất là nó xảy ra, nó bạn biết là cuộc đời bạn nó diễn ra như thế nào. Nếu bạn hãy giả định trong đầu như vậy. Nếu bắt buộc ngày mai mình nó mất rồi đó thì hôm nay bạn làm gì? Ok. Đó là câu nói của một cái ý tưởng của Heidegger là bạn phải đối diện với cái tính tất tử mortality của mình phải chết và phải luôn nghĩ tới nó, bạn mới sống một cách trung thực được. Hay nghĩ rằng nếu tuần sau mình chết, nếu tháng sau mình chết thì sao, mình phải làm điều gì quan trọng nhất đối cuộc đời này, mình phải làm điều gì. Còn nếu chúng ta nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian lắm, bạn không muốn làm gì hết, không sao, làm phước thì đỡ, 80 tuổi làm phước. Giờ làm phước chi, dù có tiền xài cho đã, ăn chơi cho đã, chứ bây giờ tôi làm phước rồi lấy tiền đâu chơi. Ok, để tới 80 tuổi đã, tôi chuẩn bị mà Việt Nam mình tính toán mà chuẩn bị qua thế giới bên kia rồi, để lúc đi chùa làm phước là vừa. Mà có tiền mà đang sung mà thì đi chơi cho đã đi đã, đi ăn uống thích gì đi phiêu lưu mạo hiểm rồi cái gái gú cho đã đi chứ còn mà không để ý những chuyện quan trọng. Thì đây là một lời khuyên một triết gia, tôi thấy cũng có cái ý nghĩa hay của Heidegger là tôi muốn nói rằng là nếu bạn suy nghĩ bạn là một con người, bạn biết cái chết đến lúc nào á, ông ta đồng ý với lại hết sao mà ở cho điểm là cái chết nó không phải là một sự kiện. Cái chết không phải là một sự kiện, không phải là một sự kết thúc. Tại kết thúc á là những dự án của mình nó đi đến chỗ kết thúc. Mình hoàn tất tất cả những cái trách nhiệm của một con người trong cuộc sống này. Ok. Đó, mình hoàn tất xong như Nguyễn Công Trứ vậy đó, nợ tan bồng. Và đã thanh toán xong, vỗ tay reo mừng xong, đi về phía kia thoải mái. Tại nợ tan bồng những cái trách nhiệm của một con người sống cuộc đời này, tôi đã làm xong hết rồi. Ok. Tôi thì an vui, đó mới gọi là kết thúc. Kết thúc một cái sự nghiệp gì đó mới gọi là kết thúc. Cái chết nó phải là kết thúc. Thứ nhất, ta không biết là cuộc sống còn tiếp tục hay không. Triết gia không lạm bà về câu nói đó. Tại triết gia là những con người không có lạm bà về cái chuyện mà ông ta cho là không bằng cứng gì để nói chuyện đó. Ông ta căn cứ vào logic và lý tính thôi. Thì ta nói có thể không, yes or no, right? Ok. Chuyện quan trọng là bởi vì nếu nó còn thì làm sao nó kết thúc được. Mà nếu nó không còn thì anh cũng chẳng có gì để kết thúc hết. Tại vì thần chết đến với anh một cách rất tự nhiên, rất bất ngờ và không báo trước. Anh kết thúc cái gì? Mình rất vui vẻ và nhiều người rất khỏe mạnh, kiểu như super job vậy đó. Ôi, anh bị ung thư, còn sống có 2 tháng. Trời đất ơi, ông nói gì? Quá. Ok. Anh đang đi vui vẻ, đang nói chuyện bạn gái ngoài đường. Xe Ben Đức Thắng. Ok, cái là ngắm gặp quả thân thôi, không có gì hết. Ok, mở mắt ra thấy gặp ở trước mặt. Làm sao bạn nó kết thúc được? Cuộc sống không thể kết thúc. Bởi vì thần chết tìm đến chúng ta, ngài không có gõ cửa. Ok, sao kết thúc được? Nó là thông báo hay này kia. Nó đâu có, mình đang lúc mà đang có nhiều dự định nhất, đang lúc mà khỏe mạnh nhất, đang yêu đời nhất, nhiều khi mình là nhận được cái thông tin như vậy. Ok. Và về mặt trải nghiệm các bạn, không ai trải nghiệm trừ mấy cái ông mà Virginia lúc nãy nói là có cái trải nghiệm về cái cận tử đó. Thì các nhà triết gia vẫn bác lại được các bạn. Đã gọi là triết gia mà. Họ nói là đó, cái đó chưa phải là chết. Anh mới nói là gần chết thôi đúng không? Gần chết thì chưa phải là chết. Vậy rồi có mấy chục phút quay trở về liền biết gì đâu nói. Ok, thì cũng nói là gặp ông này ông nọ thôi. Nên sao gọi là chết được, còn cái chết là phải ở bao lâu, tạm trú, thường trú bên đó, thời gian 5-10 năm gì đó, quay về kể lại thì nó còn tin cậy được. Mấy chục phút mới kể cái gì, nói là tôi đi Mỹ rồi, được bao lâu, 20 phút, ớt, mới đến sân bay nó bắt nó nhốt đủ về, nhưng cũng đến Mỹ rồi, đến sân bay Los Angeles, cũng ở đó 2 phút làm thủ tục xong đủ về luôn. Vậy sao gọi là khoe đi Mỹ được, nói tôi đi Mỹ rồi. Cận tử bạn có được có 20 phút, nó gọi là cận tử, sao gọi là tử được, nó tử hẳn đi thì mới về đây kể lại còn có đáng tin cậy chứ. Nên đối với triết gia họ phủ nhận đi sớm mấy chuyện đó, nhảm nhí, đối với triết gia là họ nhảm nhí. Kinh nghiệm cận tử thì cũng là cận tử thì nhưng mà chưa phải là tử. Ok, nên họ triết gia là cái điều họ làm như tôi nói là tập tạ não là vậy đó. Bạn phản đối tới cùng. Những phản đối trong tinh thần lý tính mà có lý do, nhưng mà chính anh nói là cận tử thì chưa phải là kinh nghiệm về cái chết. Mà kinh nghiệm người khác phải kinh nghiệm anh đâu.
đúng không? Anh phải thực sự anh có trải nghiệm đó, rồi mình kể lại, tại vì triết gia đã tin là trải nghiệm, cuộc sống là một sự trải nghiệm ý thức, mà nếu mình hết ý thức đó thì không còn là cuộc sống nữa, thì mới trải nghiệm đó, bạn phân tích cái trải nghiệm của chính mình thôi. Cho nên các bạn, khi bạn nghe người nào đó kể về những cái trường hợp này hay những lời khuyên của họ đó, thì câu hỏi đầu tiên bạn nên hỏi là anh có trải nghiệm đó chưa? Ok, rất nhiều người giỏi Việt Nam chúng ta và nhiều người khác thế giới rất giỏi cái màn khuyên người khác, chứ họ không thực hành, là bởi vì hỏi họ thì họ nói ok, ăn chạy rất tốt, anh làm nghề gì? Mở nhà hàng. Ok, đi khuyên ta ăn chay, mình mở nhà hàng, ngày nào đi nhậu. Ok, chắc đó là điều kèm chiến thắng hay kết thúc gì đó. Tôi sẽ được kết thúc là cái quan điểm của Heidegger muốn nói rằng chúng ta phải đối diện với điều đó để thấy rằng là cuộc sống ta là hữu hạn, mà vì hữu hạn nên chúng ta mới thật sự là quý báu nó, và chúng ta phải làm những điều gì quan trọng nhất. Đừng có nghĩ là mình sống nhiều, thời gian còn nhiều lắm, để rồi chúng ta làm những chuyện vớ vẩn và lãng phí cuộc sống của mình. Thì đó là cái lời khuyên có thể rút ra được từ triết học của Heidegger, rằng chúng ta phải hiểu, phải đối diện với nó để hiểu rằng mình có thể ra đi bất kỳ lúc nào, mà khi nó ra đi rồi thì mình không hề hay biết, tức nó không thể là biến cố được với mình, là bởi nó không phải cái thứ gì nó xảy ra, và nó là tiềm tại trong cái hữu thể của mình rồi. Đã là người là phải chấp nhận cái chết đó, và chúng ta phải suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc để đừng có lãng phí thời gian vào những chuyện vô trong cuộc sống này. Thì đó là một cái lời khuyên gì đó chúng ta có thể rút ra được từ triết học của Heidegger. Xin cảm ơn sự lắng nghe các bạn, chào các bạn từ phía đất nước.